Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 2 Vạn Phu Vô Địch, Hồi một. Trạng vạng ngày 10 tháng 9 năm Cảnh Thái 33, 9 ngày trước chính biến, thiềm Tây Trường An. Thời điểm giao mùa thu đông, thành Trường An có một tấm bảng treo cao và ba chữ lớn mạ vàng là một cửa hiệu lâu đời. Đại Hồng Đường Tiểu nhị ở cửa gào lên như vậy. Rượu thuốc tốt nhất đang giảm giá. Đại hồng đường. Dưới biển hiệu truyền đến tiếng hô khản cả giọng cửa hiệu cũ trong thành Trường An đang làm ăn thịnh vượng. Hổ tiên lộc nhung, rượu thuốc bổ dưỡng. Đại hồng đường là một cửa hàng chuyên bán rượu thuốc. Nào, nào, vị đại ca này thật dũng mãnh một lần mua mười vải, mau mau gói lại cho hắn. Trên đường đám người chậm rãi xuống lại, tiểu nhị mạnh miệng, nước miếng tung bay cả trai lẫn gái ra ra vào vào người buôn bán nhỏ khắp nơi ồn ào trong ánh chiều ta hoàng hôn tấm bảng đại hồng đường tỏa sáng màu vàng càng làm nổi bật giá trị phi thường của cửa hiệu lâu đời tấm bảng treo hàng trăm năm đầy dấu vết tháng năm người dân trường an quen thuộc với tấm bảng giống như mặt trời hàng ngày có thể nhìn thấy trừ phi thiên cầu ăn vụng ai cũng phải xem một chút nguyên nhân chính là như thế nơi này mới là nơi ẩn thân tốt nơi ở tốt nhất ánh nắng chiều chiếu giỏi đột nhiên phía sau tấm bảng lóe lên một tia sáng đó không phải là ánh sáng vàng phản chiếu từ tấm bảng mà là ánh sáng lạnh lẽo ánh sáng ẩn ở góc trên bên trái của tấm bảng mỏng manh yếu ớt giấu sau tơ nhịn nhìn có vẻ mờ mịt và tối tăm nhưng xác thực là ánh sáng lạnh lẽo không thể nghi ngờ trên đường tuy có mấy ngàn đôi mắt đi tới lại không ai lưu ý đến tấm biển cổ quái. Đương nhiên, càng sẽ không có người lưu ý đến cung nỏ dài đằng sau ánh sáng lạnh lẽo. Đôi cánh tay sắt đá cầm chiếc cung lớn không nhúc nhích, Hoàng cũng không hoảng hốt, theo cánh tay nhìn lại, hiện ra đôi lông mày rậm và một đôi mắt đẹp không chớp. Đây là một thích khách. Không chỉ là thích khách mà còn là một thích khách dung mạo anh đỉnh. Tay trái cầm cung, tay phải kéo hết dây, thân hình như tượng đá. Hắn ngồi xổm như thế, cúi mình sau tấm biển, ước chừng một canh giờ. Thiên hạ tuy lớn nhưng thế gian người có thể rút dây cung hoàn toàn trong tư thế co người lại mà vẫn đảm bảo mỗi tên trúng đích không ai khác chính là giải thao. Cũng chỉ có Giang Đông Xuân Tào Tiễn mới có thể rèn luyện đệ tử như thế. Giang Đông Song Long, Hỏa Nhãn Toan nghe giải thao, người này tiễn pháp thông thần, khinh công cao minh, xét về sự nhanh nhẹn và tốc độ ngoại trừ quân sư trên núi có lẽ hắn là tốt nhất. Cũng là vì thế, giải thao lúc này phụng mệnh ra tay, thẳng từ Hà Nam tung Sơn một đường xuất phát, theo đuôi một nam tử, cuối cùng đi vào thiểm Tây Trường An, gần đây cùng rất nhiều đồng bạn hội hợp. Hiện nay giờ khắc này là thời khắc phân ra tháng bại, cường địch sắp hiện thân. Địch nhân tuy mạnh, nhưng bên ta trận thức lại cũng không giống người thường. Giải thao hít một hơi thật sâu, kéo cây cung lớn, đôi mắt Tuấn Mỹ nhìn về phía đường lớn ẩm ỉ. Bên kia đường là quán mì, nóc nhà xây cất tới lầu ba rồi, có một góc quần áo nằm trên nền gạch đỏ, có một người của chính mình đang ẩn náu ở đó, nếu không phải giải thao đã biết chỗ đồng bạn ẩn thân, cho dù ánh mắt sắc bén gấp 10 lần, hắn chắc chắn cũng không nhìn ra manh mối. Đối diện cao thủ am hiểu phi thạch, bắn ra đánh đi, hòn đá hồn hậu nội lực, thật đủ để đâm thủng ngực phá cơ thể, vô hình giết người, lấy uy lực mà nói, e rằng còn đáng sợ hơn xuân tảo tiễn của mình. Có vị thiên quyền đường chủ này tới giúp đỡ, còn cần lo lắng sao? Giải thao khóe miệng hiện lên một nụ cười, nghĩ tới chỗ mai phục thứ ba ở xa hơn, hắn gần như muốn ngâm nga. Thích khách thứ ba cầm nỏ từ Tây Vực, ẩn náu ở tiệm vải. Uy lực tuy không thể so với phi thạch của hạng thiên thỏ nhưng người mai phục nổi tiếng hậu thế bởi tâm cơ kín đáo, thủ đoạn hành sự còn ở trên hạng thiên thọ. Người nọ cũng không phải là người bình thường, là người đứng đầu quân tình Sơn Trải, hòa thượng chỉ quan, mộc tiên sinh, đầu lĩnh mật thập nhất trợ thủ đắc lực của bá tiên công trước kia. Lần đầu tiên cao thủ Sơn trại xuất trinh, mọi việc đều có tiền bối cao nhân lo liệu. Cho dù lão đệ mình đây thất thủ, phía trên còn có hai vị lão đại ca hạng thiên thọ và chỉ quan, chỉ là địch nhân quá mức lợi hại. Trước khi rời đi, quân sư đã chỉ thị hàng ngàn lần, dặn dò mọi người phải cẩn thận, nếu không một khi binh bại như núi đổ, mạng sống của chính quân sư cũng sẽ mất ở đây. Nghĩ tới đây, giải thao kéo chỉnh tuyết tơ nhện y trên người. Đó là thành ích tú sĩ phân phó hắn mặc vào. Thích khách nộ thương sẽ mặc bộ đồ cứu mạng này khi ra trận. Giải thao đầy cõi lòng cảm kích ánh mắt nhìn về phía một tòa tửu lầu phía xa thấp thoáng trong tửu lầu lầu hai ăn uống linh đình tiếng người ồn ào có thân ảnh thanh y đang ngồi một mình bên cửa sổ người nọ một tay cầm rượu cúi đầu nhấp một ngụm lông mày rũ xuống nhưng khi mắt phượng động đậy thần quang vẫn cực khiếp người giải thao liếc nhìn quân sự đột nhiên thân ảnh thanh y ngẩng đầu lên ánh mắt nghiêm nghị sinh uy như thể đã nhận ra mình đang không tập trung giải thao sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám lại có suy nghĩ miên man, vội vàng chuyên tâm thủ trí, lại chĩa cung tiễn vào góc phố đông đúc. Mũi tên nhắm vào một góc đường, đó là một cây sạp, cách đại hồng đường 7 trượng rưỡi, cách quán mì bên kia đường 10 trượng 7, trường, nhưng cách tiệm vải không đến 2 trượng. Ba vải ám khí đan xen vào nhau, bất kể là giải thao, chỉ quan hay hạng thiên thỏ, hung khí của ba gã thích khác đều chỉ vào một cái sạp. Đó là sạp đoán mệnh Đoán đầu chúng đó ngô bán tiên Một thầy đoán mệnh giỏi Chỉ là vị ngô lão tiên sinh này Cho dù được xem như chân tiên hạ phàm Cũng không biết chính mình đã bị vào hướng mũi tên Giống như trùng rùi trên tơ nhiện Có thể đại họa lâm đầu bất cứ lúc nào Đại sư Ngô an chính không biết sống chết Một thiếu nữ mỹ mạo đang ngồi phía trước Nghe nàng ôn nhu hỏi nói Nữ tử qua tuổi song thập phương hoa Qua tuổi hai mươi phu quân đến nay vô duyên tới, cha mẹ lại thúc giục, không biết khi nào mới có thể gặp được lang quân như ý. Trường an vệ bên tửu lầu san sát, thời gian cơm tối, khắp nơi khách điếm khách quý chật nhà, trên đường đông nghẹt người. Thiếu nữ kia ngồi trên sạp đoán mệnh, cổ tay trắng nõn cánh tay ngọc mặc cho nam tử trung niên tục tằng trước mặt vuốt ve, dường như không biết nam nữ tụ thụ bất thân, còn chờ đợi bị phi lễ. Ừm, để ta nhìn xem ngô an chính đạo mạo trang nghiêm nhắm hai mắt rung đùi đắc ý ngón tay chạm vào mạch đập của mỹ nữ trước mặt da thịt mịn màng mềm mại sờ soạng đến thông khoái vị ngô bán tiên này không học tự có thể dị bẩm được sưng thông thiên mục chuyên xem hồn khí thiện nam tín nữ chỉ cần để hắn sờ một cái liền có cảm ứng quả nhiên khi đầu ngón tay chạm vào da lập tức nhận ra điều gì đó kỳ lạ trong đầu điện quang lôi lóe nhìn thấy một mặt hồ trong gương trước mắt khói sóng mênh mông cuồn cuộn sơn thủy như hỏa trước mắt bơi tới một đôi uyên ương thành thơi diễm vũ lệ sắc gắn bó bên nhau giữa non sông tươi đẹp đôi uyên ương lặng lẽ lướt qua hồ nước bơi thật xa về phía chân trời rồi từ từ biến mất được ngô an chính vỗ đùi thật mạnh nhìn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt mỗi lần thay người đoán mệnh Thấy không phải bùn lầy lợn rừng, thì là đám châu bò ngu ngốc trong đống phân, khó gặp ngỡ được cảnh trí yêu nhã như vậy, nội tâm thực sự vui mừng. Uyên ương là chim phú quý, hai con là vừa đẹp. Ương sớm sương sớm, uyên ương du dương, lại lên số đúng, số lượng lại đúng rồi, tất nhiên là đại hỷ hiện ra. Ngô An chính vui vẻ cầm sinh thần bát tự của nàng kia, cẩn thận lật qua kinh thư, lập tức để hắn tìm được đối tượng hoàn hảo hắn nhìn mỹ nhân trước mặt, mở kinh thư trong tay ra, cười nói, chúc mừng cô nương, lang quân như ý của ngươi là người này. Mỹ nữ che miệng thở nhẹ, chăm chú nhìn, nhìn thấy giấy mực trên sạp đoán mệnh, để đầy trên bàn, trước mặt có một khi thư, nàng đang lật sang chương 5, trang 347, vẽ một dương nam tướng mạo. Mỹ nữ lòng tràn đầy trở mong, vội vàng thấu mắt đi xem, vừa nhìn bất giác trong lòng kinh hãi, run giọng nói. Đây, đây là phu quân ta. Trong sách vẽ một nam tử, chỉ thấy người này mỏ chuột tay khỉ, ánh mắt dại ra như trâu bò, môi dày và hàm răng nhô ra như thỏ. Đây đã là một bộ dáng khác thường rồi, người này còn có nốt ruồi tròn to ở khóe miệng trái, trông giống như bánh vừng hạt mè, quá xấu xí. Mỹ nữ thấy người diện mạo quỷ quái như vậy, nhớ tới ngày sau muốn cùng người này bên nhau lâu dài, nhịn không được lòng tràn đầy hãi dị, thân phát run. Chúc mừng cô nương, Ngô An Chính chỉ vào cột tên bên cạnh bức vẽ, cười nói, vị nhân huynh này tên là Liêu Nhất Hóa. Ta vừa mới tính toán kỹ càng cho ngươi, liễu quân sinh năm giáp, thang ất sửu, ngày bính dần, giờ định mão, xứng đôi nhất với bát tự của ngươi, mệnh trung chú định, như thế nào cũng chạy không được. Trốn không thoát, mỹ nữ kia ngào rơi nước mắt, nức nở nói, ta không cần. Ngô An Chính không biết sống chết, tự cười nói, đương nhiên trốn không thoát. Ngay cả khi ngươi biết trước, cố gắng né tránh, ngược lại càng sẽ chó máp phải ruồi. Nguyệt lão dắt tơ hồng ai có thể né được. Mỹ nữ kia nghe được mệnh số như thế càng khóc lớn hơn. Nàng nhiều năm bị cha mẹ túc dục hôn sự, sớm đã thấy sống không bằng chết, khó khăn mới tìm được đến đây xem mệnh, nhưng lại gặp phải số phận như vậy, điểm xấu lại quay trở lại. Trong cơn tức hộp máu, Bất chấp lời nói của Ngô An Chính, lập tức lật đổ sạp đoán mệnh, xoay người chạy đi. Ngô An Chính cả kinh nói, "Cô nương, ta còn chưa nói xong." Thỉnh ngươi dừng bước. Mỹ nữ kia nghe hắn gọi, chỉ bịt tay lại, càng như chắp cánh bay trốn. Đang cúi đầu lao đi như điên, bất ngờ đụng phải một nam tử đối diện, mất đà ngã về phía sau. Nam tử kia chấn động, vội vàng vươn tay phải, ôm lấy eo nàng, trầm giọng hỏi: cô nương, không sao chứ. Đôi mắt ngấn lệ, mỹ nữ trợn mắt nhìn, thấy một nam tử cao lớn đang nhìn về phía mình, khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng, đôi mắt sáng, là một nam nhi diện mạo thập phần tuấn tú. Đôi môi của nam tử này đầy đặn, hình củ ấu, trông lại hồng nhuận, lại có chút tươi đẹp ướt át, mỹ nữ nhìn mà hai má chợt đỏ bừng xấu hổ, nhớ đến chính mình đã ngã vào lồng ngực nam tử không tên, vội vàng đứng lên, khom người nói, xin lỗi, quấy nhiễu công tử. Nam tử kia không để bụng, mà chỉ quay người lại, mỉm cười với mỹ nữ rồi nhẹ nhàng nói. hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Tỷ không cần đa lễ. Mắt thấy người nọ chính diện nhìn về phía mình, mỹ nữ kia không khỏi che miệng kinh hô, nàng thấy rõ người này má trái tuyết trắng, nhưng khóe miệng lại có một nốt ruồi phong lưu, nhìn vào nốt ruồi đen, trông khá tròn trịa và thanh tú giống như nhất tiễn mai trên nền tuyết trắng, thẳng tựa vẽ rồng điểm mắt bút pháp thần kỳ. Thân thể mềm mãi của mỹ nữ phát run, lẩm bẩm, công tử ngài. Ngài có phải hay không? Có phải họ hay không? Họ, mỹ nữ vấn danh, sao có thể không đáp? Công tử kia chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, ta họ liêu, người thương châu Hà Bắc, tên là Nhất Hóa. Chỉ vì tổ tiên chính là tục trung đại tướng Liêu Hóa, nên ta mới dùng để đặt tên. Người ta bất quá thuận miệng vừa hỏi, vị công tử này liền đem tổ tông 18 đại sự tích bàn kéo ra, nghĩ đến nếu không phải tính tình chất phác, đó là đối với mỹ nữ trước mặt rất có hào cảm. Mỹ nữ kia nghe đến ba chữ liêu nhất hóa, không khỏi khóc thành tiếng, nhưng lần này trong nước mắt có tiếng cười, trong tiếng cười có nước mắt, hoàn toàn không thể so được với âm thanh thê thảm trước đó công tử kia thấy thiếu nữ trước mặt khóc cười không thôi, đừng mất trí phát điên là được. hắn lòng tràn đầy kinh ngạc, đang muốn hỏi chuyện, chợt thấy một nam tử bên đường chạy tới, nhìn hắn tay cầm một cuốn kinh thư, lại không biết lại là thần thánh phương nào. đúng lúc hắn đang nghi ngờ thì người nọ đã cười chạy tới, cười nói: ái chà, chính chủ đã đến rồi. nhìn xem, ta không phải đoán đâu chung đó thì là gì. nam tử kia thấy kinh thư không hiểu nguyên nhân, đành cúi người xem, đột nhiên không khỏi hít hà một hơi. Chàng tranh vẽ rõ ràng một yêu quái sứt môi, nhìn yêu ma mỏ chuột tay khỉ kia, khóe miệng có một nốt ruồi đen khổng lồ, bộ dạng đáng ghê tởm như thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng ai có thể ngờ rằng trên đó lại viết ba chữ không thể hiểu được. Liêu nhất hóa, ra mật nam tử kia phát run, kinh nghi bất định, lại nghe ngô an chính cười nói, nguyệt lão rất tơ hồng, như thế nào cũng trốn không thoát. Vị công tử này, tại hạ tự tay viết vầy mực, miêu tả ngươi đến thần tuấn như thế, lại ghép ngươi với một mỹ kiều nương như thế. Hôm nay tính ngươi rẻ hơn một chút, tổng cộng một trăm lượng bạc, còn thỉnh ngươi mau mau trả đi. Chữ tiền vừa ra khỏi miệng, một hắc ảnh chợt hiện lên trước mắt, bị một quyền đấm thẳng vào hốc mắt, lập tức ngã về phía sau. Mắt thấy huyên ương tay nắm tay, vui mừng nghênh ngang bước đi. Ngô An chính chỉ còn lại một mình. Hắn vuốt quầng thâm má rồi tự bò trên mặt đất, chửi bới không ngừng, thật sự cho cắn lữ động tân, cái quái gì thế? Nghĩ ngô bán tiên hắn thiên phú dị bẩm uy chấn thiên hạ, vương công đại thần tầm thường nếu muốn xem mệnh, ai không ngàn dặm xa xôi đi đến dưới chân hoa sơn. Há biết hổ lạc bình dương, tại trường An Phô Xá sầm uất lại bị nam nữ ngu dốt đánh đập, thực sự rất tức giận đường đường thuật số thiên sư lại bị phàm phu tục tử đánh đập, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ mặt mũi khó coi, ngô an chính thở dài, thầm nghĩ, ta hóa kỵ đại vận, tất có 10 năm cực khổ, cú đấm này là kiếp nạn đầu tiên, không được, phải thu xếp ổn thỏa, giải vận cầu may, tránh xui xeo. Mệnh lý quỷ quyệt, ứng nghiệm đa đoan, kinh thư nhìn như rõ ràng một câu thiên cơ, lại thường thường có rất nhiều người dạy không thể tưởng tượng giải đáp. Trong sách cưới mỹ kiều nương, lại khả năng cưới phải mai kiều nương xấu xí làm cho người ta sợ hãi, xem chính mình có thể sống 100 tuổi nhưng biết sống ra sao. Ngô An chính tim đập thình thịch, nhớ lại nếu không cẩn thận, có thể sẽ phải vào thiên lao, để ngục tốt cha tấn trăm năm. Hắn có chút hái hùng khiếp vía, lập tức vội vàng bấm món tay niết tính, xem vận số của mình như thế nào. Dần ngọ tuất, thân tử thần, hợi mão vị quẻ tương vừa ra, Mô An chính lầm bẩm canh ngọ năm cảnh thái 33, hôm nay là ngày 10 tháng 9, à. Bây giờ là mậu thân, chốc lát sẽ là mình giờ dậu hắn cẩn thận tính toán, bất giác đại kinh thất sắc, mậu xem hoa. Hoa thân quyền, mình thân khó bảo toàn, dậu khó tới. Đây là thời điểm mậu thân, quả nhiên hoa thơm ruỗi quyền, đánh đến chính mình mắt đầy sao sệt, lại xem sau canh giờ dậu khó tới. Chắc hẳn phải vậy, chắc chắn là điểm sống. Ngô An chính hoàng sợ, lập tức vội vàng thu thập sạp, liền muốn chạy trốn về nhà. Đang bận rộn, chợt nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên quán, thanh âm kia khụ khụ, hình như là một người tuổi già. Ngô An chính lòng tràn đầy kinh sợ, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một lão giả đứng trước mặt, ước chừng khoảng 60 tuổi, khuôn mặt cao quý, nụ cười trong sạch người tới lại là một văn sĩ cao nhã. Có thể thấy hắn mặc một bộ áo hoàng bào, chất liệu đẹp đẽ, quý giá, đường cắt vừa vặn, hẳn là trang phục của quan lại nào đó. Ngô An chính sơn xem tướng mạo, thấy lão giả mặc hoàng bào có thân hình đầy đặn, mi thanh mục tú, đã biết người này trí tuệ tinh vi, học thức uyên bác. Nhà thơ mặc khách từ trước đến nay yếu đuối mong manh, dùng chính ngón tay của mình chọc ra sợ có thể chọc rớt nửa cái mạng của lão văn nhã này ngô an chính buông bỏ lo lắng làm ra vẻ mặt bình thường cười lạnh nói tới xem mệnh sao lão giả hoàng bào khẽ mỉm cười lắc đầu nói không phải tại hạ là tới giúp ngươi xem mệnh xem mệnh cho ta ngô an chính há to miệng không thể nhịn được cười lớn cái quái gì vậy ngô an chính đập mạnh xuống bàn nắm đấm tuy hơi đau nhưng cũng có vài phần uy phong Ngô bán tiền hành tẩu giang hồ nhiều năm, tự cũng gặp qua vô số đồng đạo tiến đến khiêu khích, nhưng như vậy công nhiên đá quán lại là lần đầu. Chỉ là chính mình không những đạo pháp tinh vi, càng từng ăn linh đan diệu dược, một thân pháp thuật không thầy dạy cũng hiểu, sợ rằng ngay cả phương trượng linh trí của Tung Sơn cũng phải trố mắt nhìn theo, sợ gì một lão nhân vô danh. Lập tức ngồi xuống, dựa vào luật lệ, lạnh lùng thốt, muốn cùng ta so công lực ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão nhân, đưa tay ra đây. Chúng ta so sánh một hồi. Lão giả hoàng bào không nói không đáp, tự ngồi bên cạnh, nhấc tay đặt lên bàn. Ngô An chính thở dài, thầm nghĩ, hay cho lão tặc nhà ngươi, xem ta không phát hiện ra bê bối rèm pha 18 đời tổ tông nhà ngươi, không vạch trần chuyện thông dâm của lão ngư ngươi, lão tử sẽ là nô tài rửa chân cho ngươi. Hắn trong miệng cười lạnh, duỗi tay bắt tay với lão già. Bất kể hắn là thuật sĩ Mao Sơn hay là bác phái tiên pháp, chỉ cần thông thiên mục của hắn nhìn thấy, thân thế lai lịch người này tất nhiên rơi vào chính trong tay mình, rốt cuộc vô pháp che giấu. Nếu chốc lát nếu không vạch trần mọi việc làm bẩn thỉu mãn môn nhà hắn, mình coi như sống vô ích. Hai người nắm chặt tay nhau, thoáng chốc trong đầu linh quang chớp động, lại nhìn thấy một mặt hồ trong gương. Ngô An Chính chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc chỉ thấy trước mắt trăng sáng treo cao phía chân trời sóng trên mặt nước mờ nhạt nhưng không thấy gì bất thường hắn nhìn không ra nguyên cớ tự giác buồn bực lập tức cố thủ nguyên thần dốc lòng lại xem bỗng nhiên trong đầu một trận choáng váng chỉ thấy hồ nước ẩn khởi sóng gió bọt nước nhộn nhạo hình như có cất giấu thứ gì đó ngô an chính hơi kinh ngạc vội vàng cúi đầu nhìn kỹ hơn lúc này hắn nhìn thấy một đôi mắt lộ ra dưới nước đó là đôi mắt rồng màu vàng ngô an chính đại kinh thất sắc không khỏi run rẩy khóe miệng đang muốn buông món tay ra lúc này mặt sông nứt ra một đầu rồng thật lớn thỏ ra thần hung mạo ác há miệng nhắm thẳng cắn vào cổ họng mình ngô an chính hoảng sợ hét lên nhanh chóng rút món tay ra nhất thời ngã lăn xuống đất đáy nước giấu giếm giao long người này là là Ngô An chính sợ tới mức thân nhũn ra, hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lão giả trước mặt, bi thanh nói, tiềm. Tiềm, chương hai vạn phu vô địch, hồi hai. Lão giả hoàng bào chỉ vào môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặt vẫn cười. Hắn kéo ngô an chính đứng dậy, cười nói, ngô bán tiên, ngài công lực thông thần, đạo pháp tinh vi, đã bao giờ tính toán ngày chết của chính mình chưa? Người nọ khẩu khí âm hiểm, rồi lại ẩn mang vài phần chiêu chọc, Ngô An chính hãi hùng khiếp vía, đang định phát ra tiếng kêu thảm thiết, nghe lão giả kia nhắc tới hai chữ ngày chết, bỗng nhiên trong lòng tỉnh giác nhớ tới tính toán vừa rồi của mình, mậu xem hoa hoa thân quyền, giờ phút này bất quá trạng vạng vẫn là thời gian mậu thân, hoa thơm ghê gớm đánh người hoa thân quyền, da thịt đau đớn một chút, cũng không cần kinh hoàng, Ngô An chính cười lớn, đứng dậy tại chỗ. Thật số đoạn quả không ngừng nhân lên, từ trước đến nay chỉ cần ứng dấu hiệu mệnh số, liền sẽ được hóa giải. Hắn chỉ vào vòng mắt trái vừa bị Liêu Nhất Hóa đánh, cười nói, bên trái đen, bên phải trắng, không khỏi khó coi. Nào, mắt phải ta cho ngươi đánh một quyền, xem như hóa giải đi. Nói rồi hắn lấy quả bóng mỡ lợn ra, chà sát liên tục vòng mắt phải. Hoa thân quyền kia chỉ là một đòn nhẹ, Ngô An chính khi còn nhỏ đã bị sư phụ Hoa Sơn treo lên đánh đòn nặng thế này đã là gì? Thoáng chốc cười lạnh liên tục, liền lại kêu căng ngạo mạn. Đều nói được ý sinh phong, ngô an chính đang đắc ý rào rạt, quả nhiên lưu phong nhẹ đưa tới. Làn gió chiều cuối thu thổi chậm rãi, tiếng chuông chiều của ngôi chùa xa xa vang lên nhẹ nhàng, nghe càng du dương hơn. Đương, đường tiếng chuông gõ dễ nghe lọt vào tai, ngô an chính tâm hồn dục toái, khớp hàm lại bắt đầu run dày lão giả hoàng bào nhẹ giọng cười, đại sư, mậu thân đã qua, hiện đã là giờ dậu không bằng là một quẻ khác đi. Mậu xem hoa hoa thân quyền, câu tiếp theo, thân mình khó bảo toàn dậu khó tới. Ngô An chính lúc trước sớm đã tính toán cát hung, khi tỉnh dậy nghe thấy ba chữ dậu khó tới, không khỏi toàn thân run rẩy hoảng sợ cười gượng ra, tha mạng. Lão giả hoàng bào khẽ vuốt gương mặt ngô an chính, thở dài, người tử tế với người khác không tử tế với chính mình người âm mưu chống lại người khác không nên ngấm ngầm âm mưu gia đình mình bán tiên a à, bán tiên vì nửa đời sau bình an trôi chảy của chính mình ngoan ngoãn nghe lời được không Ngô An chính nghe a trung trạ cười làm lành ra ngài ngài rốt cuộc muốn cái gì lão giả hoàng bào cười nhạt nói thả mất đi sự phức tạp còn hơn mất đi thứ đơn giản bán tiên nghe hiểu không Mắt thấy Ngô An chính kinh nghi bất định, lão giả kia từ trong lòng lấy ra một phong thư, nhẹ nhàng đọc, bất phàm tiên sinh đích thân gửi, thà mất đi sự phức tạp của thế gian còn hơn mất đi thứ đơn giản, bần tăng may mắn làm phương trưởng, xấu hổ không thôi, phi mông tiên sinh nhìn xa ngàn dặm, gửi tin chỉ giáo, không thể hiểu được căn do cái chết của tệ phái. Bây giờ chiến hỏa sắp nổ ra, đạt ma viện liên quan vận mệnh, linh trí đêm dài tỉnh giấc, lo lắng vô cùng ngô an chính anh đưa tay vào trong ngực kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay mình trống rỗng không khỏi khóc lớn trả lại cho ta trả lại cho ta đó là thư phương trượng gửi tiểu cầu trả lại cho ta trả lại cho ta khách hoàng bảo khẽ mỉm cười trả lại bức thư nhàn nhạt, nhạt nói đừng sợ không ai muốn nuốt ngươi đâu ngô an chính khớp hàm run rẩy đương trường la lên một tiếng lật bàn ghế chạy về phía sau lão nhân kia lại không đứng dậy đuổi theo chỉ vung chìa khóa trên tay mỉm cười như đã định liệu trước ngô an chính thấy hắn không đứng dậy đuổi theo càng hoảng loạn không ngờ chân bị kéo trong giây lát mắt cá chân đau nhức ngã xuống đất xem bói sạp đoán mệnh càng sập xuống vô cớ đè thẳng xuống người chật vật khổ sở ngô an chính kinh hãi thấy mắt cá chân của mình được nối với một sợi xích sắt đầu còn lại bị trói vào chân bàn nhất thời không thể thoát ra được. Hắn nhẹ nhàng ngã xuống đất, xua tay lẩm bẩm, đừng tới đây. Đừng tới đây. Lão giả hoàng bào ngồi xổm trên mặt đất, lại cười nói, từ Tung Sơn đến Trường An, lộ trình này xa vô cùng. Khó khăn chúng ta chạm chán, thỉnh ngài đừng chối bỏ người cách xa ngàn dặm, lão hủ sẽ thất vọng buồn lòng. Ngô An Chính vừa kinh vừa sợ, khóc dòng nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hoàng bào khách nở nụ cười, lắc đầu nói, bán tiên, chỉ là dẫn đường đi gặp người. Ngài lại luôn giả ngu, rốt cuộc phiền hay không? Ngô An chính nghe hắn lựa chọn từ ngữ, lập tức khóc dòng nói, không phiền, không phiền, thả chết cũng không phiền. Hoàng bào khách mỉm cười nói, được, thỉnh ngài đứng lên đi. Đôi ta cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cùng đi tìm người chưa về. Tiểu cầu tử, xin lỗi nhìn lại 30 năm trước, Ngô An chính lau nước mắt, chỉ cảm thấy áy náy khôn kể. Tất cả đều do hắn đoán mệnh thành nghiện, mỗi ngày đều ra đường, cuối cùng đưa yêu ma tới. Tiểu An từ bò ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng, chợt nhìn thấy một đôi giày vải dừng lại trước mặt mình, vào thời khắc sinh tử này, lại có người lại đây. Ngô An chính khóc đến thê thê thảm thảm, bất kể người đó là khách quan đoán mệnh, hay là người rảnh rỗi ven đường dù sao chính mình rơi vào ma trường, mất đi chín thành sinh mệnh, đang muốn che mặt khóc giống, chợt nhìn thấy mũi giày vải kia đặt nhẹ trên bàn, một lực đạo truyền xuống, chiếc bàn tự đứng dậy, ngô an chính cũng không tự chủ được mà đứng lên. Ngô an chính đứng ngây người, mắt cá chân bị xích sắt trói lại, dựng thẳng bàn kéo mạnh, theo lý vùng da nhờn giữa mắt cá chân sẽ bị chảy ra, ai ngờ cổ kinh khí kia truyền tới, chỉ làm hắn như cương thi đứng thẳng lên ngay cả đầu gối cũng không cần uốn lượn xuất lực, như thể có một bàn tay to lớn vô hình sau lưng, đẩy hắn đứng lên. Ngô An chính trong lòng đầy kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm, chỉ thấy một quái nhân đứng cạnh bàn, người này đeo mặt nạ, mặc áo màu xanh, ngay cả ngũ quan đều bị che kín, trông giống như tổ tông cương thi. Quái khách kia giơ tay sắn ống tay áo cùng lão giả hoàng bào nhìn nhau. Hai người cách bàn đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, sinh ra một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được. Không khí ngột ngạt vô cùng huyền quái, tuy chỉ lúc chạm vẳng, lại như đêm khuya âm trầm sợ người, dường như ác quỷ sắp hiện thân làm bậy. Ngô An chính bị khí lạnh đánh vào, cảm giác như rơi vào sông băng, khớp hàm lập cập không ngừng. Một lúc lâu sau, Hoàng Bào Khách là người lên tiếng đầu tiên, hắn cúi người mỉm cười, hỏa nhã nói, sĩ khiêm, 20 năm không gặp, quân phong thái như cũ, Ngô An chính nghe hắn gọi quái nhân áo xanh là Sĩ Khiêm, nghĩ đến hai người tất nhiên sớm đã quen biết, nhưng tính mạng của hắn đang gặp nguy hiểm, lúc này chỉ muốn xoa dầu dưới chân bỏ chạy, cũng không có tâm tư để ý nhiều, chỉ mong hai quái vật này đồng quy vu tận, để hắn thong dong thoát đi. Người áo xanh nghe hắn gọi Sĩ Khiêm, không khỏi khẽ lầm bẩm nhỏ giọng nói, phục long phượng sồ, an định thiên hạ, bá tiên công có cả hai, nhưng tánh mạng cũng mất đi hắn thở dài một hơi, ánh mắt thẳng hướng hoàng bào khách, chu quân sư, ngài nói, đó là duyên cớ gì? Phục Long Phượng Sổ, Phục Long là con rồng nằm, Phượng Sổ là con phượng non. Chỉ người tài chưa xuất đầu lộ diện. Người đời Tam Quốc gọi ra cát lưu ẩn là Phục Long và bằng thông là Phượng sồ Mắt thấy người áo xanh ánh mắt nghiêm nghị, hắn tự cười nói, sĩ khiêm, bá tiên công đồng ý chiêu an, đó là hắn tự mình lựa chọn ai có thể ép buộc hắn. Hắn nhún vai, nhàn nhạt lại nói, nếu Tần Trọng Hải đã đọc được mật ký, liền nên biết ta bất quá là tiểu nhân vật, thật nếu muốn lại nói tiếp, còn có người tội nghiệt lớn hơn ta, người lại nhất quyết muốn lấy làm vật tế thần, ta cũng không thể nói gì hơn. Hoàng bào khách cười nhẹ làm người không tự giác mà cau mày, sinh ra cảm giác chán ghét. Ngô An chính cảm nhận được trong giây lát, liền biết người trước mắt này lòng dạ thâm trầm, rất giỏi thao túng tâm trí, tất là quyền mưu mưu sĩ thiên hạ khó có được. Hắn trong lòng khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, nhưng người mặc áo xanh trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ, khó có thể nhìn ra hỉ nộ, nghe hắn nói, các hạ làm gì? Chính mình trong lòng hiểu rõ, cần gì phải giải thích với ta. Nếu ngài thật muốn biện giải, không bằng giáp mặt tìm bá tiên công nói đi. Hoàng bào lão giả kêu một tiếng, lại cười nói: người muốn thay bá tiên công báo thù người mặc áo xanh cười nhạt chắp hai tay lại vỗ nhẹ một cái trong giây lát bên đường hiện lên từng trận hàn quang những âm thanh sắc bén xuyên qua không khí dưới chân hoàng bào khách xuất hiện vài mũi tên dài nhìn những chiếc mũi tên chữ bạch vũ rung chuyển trong gió lại có thích khách xuống tay thị uy ngô an chính sợ tới mức toàn thân nhũn ra vội vàng co rúm lại dưới gầm bàn không dám cử động nữa Người áo xanh lặng lẽ nói, các hạ đã thân hãm trùng vây, hiện giờ có gì nói. Hoàng bào khách dối eo ngáp dài, những thủ đoạn cũ, ta nhìn đã chán mấy. Muốn giết ta, nghiêm túc chút. Nếu muốn, bắn mũi tên thẳng vào tim, đừng dùng hư chiêu vô dụng. Người áo xanh không nói nhiều, vặn nhẹ đốt ngón tay, một tiếng động lớn lập tức bay qua đường, ba mũi tên bay ra thẳng về phía ngực hoàng bào khách mũi tên ở giữa thế đạo mau tuyệt, hai mũi tên còn lại cũng quay rất nhanh, chính là xuân tảo tiễn kho né nhất thế gian. Phần trọng yếu trên lưng bị tấn công, lão giả hoàng bào mỉm cười lại không mảy may hoảng hốt. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn như pháo. Đúng lúc này, có vài thứ lăn xuống dưới đất, lăn đến bên chân ngô an chính. Vị bán tiên này lòng tràn đầy kinh ngạc, vội vàng cúi đầu xem, nhìn thấy chính là mấy mũi tên bay tới. Ngô An chính trợn mắt há hốc mồm, liền vào giờ phút này, nơi xa lại truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếng nổ qua đi, tấm bảng của đại hồng đường bên kia đường rung truyền không ngừng, sau đó một bóng người lăn ra, thẳng tắp ngã xuống đất. Đó là Giang Đông giải thao, hắn bắn mũi tên, thân hình bại lộ, thoáng chốc bị trúng súng hỏa mai, ngã xuống đất. Hỏa nhãn toan nghe, đạo mai phục thứ nhất của nộ thương sơn đã bị loại mắt thấy cường địch có bố trí khác, người mặc áo xanh thở dài, nói, mọi người đều là người luyện võ, cầm hỏa khí Tây Dương đấu nhau, chẳng phải là ngang ngược sao. Hoàng bào lão giả nhàn nhạt cười nói, chiến trường tranh đoạt, sinh tử là quy luật. Năm đó người ta biện luận bao nhiêu lần, hôm nay còn muốn khoe khoang khả năng miệng lưỡi sao? Người áo xanh thở dài, đúng vậy, nếu không lộ hai tay, chúng ta thật sự không có tư cách tới chỗ này tranh cãi vặn vẹo hai ngón tay, lại phát ra âm thanh lớn, nghe thấy tiếng gió, bên kia đường phi thạch bắn ra, bang một tiếng vang nhỏ, sau đó một tiếng hét thảm vang lên, cửa sổ phòng khách đối diện mở ra, một thích khách rơi thẳng ra ngoài cửa sổ, trên tay vẫn cầm khẩu súng hỏa mai, thân thể lại đã bị gãy. Tình thế chuyển biến bất ngờ, ngô an chính xem đến ngây người, chỉ biết mùi sổm trên mặt đất run dày. Hạng thiên thọ ra tay, phi thạch uy lực vô cùng lớn, ngay cả thiết thương cũng không thể chịu được tác động của phi thạch. Thuộc hạ lão giả hoàng bào bị bắn ngã xuống đất, tình thế liền lại hồi phục nguyên trạng. Mắt thấy thanh y quái nhân đã không chế được cục diện, hoàng bào khách thân hãm trùng vây, thần sắc lại vẫn bình đảm như thường, nghe hắn nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi hơi có tiến bộ. Không uổng công được cùng xưng với ta. Thanh y nhân nghe hắn nói đến cuồng, nhịn không được lắc đầu nói, hiền huynh, thiên tuyệt đã chết, liễu ngang thiên sụp đổ, các hạ chúng bạn xa lánh, nỏ mạnh hết đà, mọi sự sắp đặt đều tan biến, hà tất còn kiêu ngạo như vậy. Hoàng bào khách nở nụ cười, lắc đầu nói, tan biến. Người thật nghĩ như vậy, mắt thấy thanh y nhân hơi mang khinh miệt, hoàng bào khách ngược lại thở dài, lắc đầu nói, sĩ khiêm, người thông minh tuyệt đỉnh, võ công cũng tốt, binh pháp cũng tốt. Học cái gì đều so thường nhân mau gấp 10 lần vẫn luôn là một tài năng tốt. Nhưng dù tài năng có cao minh đến đâu, dù có liều mạng đến đâu, lại cũng đấu không lại, nói sơ tay phải lên, nhẹ nhàng nhất chiêu, nói, thiên tài. Ngay khi thực hiện động tác, bỗng nghe một âm thanh dữ dội, không ngờ lại có người bắn lén bên kia đường. Tiếng súng nổ ra khiến người đi đường hoảng loạn. Ngô An chính sợ tới mức tè ra quần, cúi đầu né tránh, bỗng nghe nơi xa nóc nhà truyền đến một tiếng hét thảm nơi đó là một nam tử đầu chọc mai phục. Thấy hắn làm vỡ mái ngói, ngã xuống nhà dưới chân, nhờ phản xạ nhanh nhạy nên cuối cùng không bị đánh thành từng mảnh. Hoàng bào khách sâu kín nói, người mất bao lâu để nuôi một quân tốt? Mười năm, hai mươi năm, Phượng Huynh a à Phượng Huynh, ta luyện một tay súng kíp chỉ cần nửa năm. Ta nơi này tổng cộng mười sáu tết súng, người còn muốn đấu sao? Súng kíp cần bắn, gió bao trùm không khí súng đạn đã không chế cục diện hoàng bào khách cười ha ha hắn thần thái thong dong thoáng chốc thuận lợi đi qua kéo mặt nả của thanh y nhân xuống thanh y nhân bị bắt lộ ra diện mạo vốn dĩ ngô an chính hướng tinh mệnh lý sao có thể nguyện ý bỏ lỡ cơ hội xem tướng cuống quyết xem thấy người trước mặt tuấn tú văn nhã gò má lại có một dòng chữ vàng viết tội tù sĩ khiêm bị giáng xuống làm thường dân xung quân Quý Châu. Kim ấn này cực kỳ nổi bật, nếu không phải tướng mạo bị tổn thương như vậy, với tướng mạo tuấn nhã của người này, hẳn đã là một văn học tài tử tiến sĩ lưu truyền. Rồng bay phượng múa, long phượng trình tường, nộ. hữu phượng đối tả long, hai người tuy nói xưa xuất đồng môn, nhưng rốt cuộc rồng bay vẫn là vĩnh viễn xếp hạng đằng trước, áp đảo phượng hoàng rực rỡ. Hoàng bào khách khẽ mỉm cười, ném mặt nạ ra người trở về thần sắc thật là vô liêm sỉ si. Thành y tú sĩ lộ ra gương mặt văn tú vốn có cũng không hề tỏ ra kinh hoàng hắn tiếp được mặt nạ đeo lại cho mình nghe hắn nhàn nhạt nói hiền huynh thần cơ diệu toán làm tiểu đệ bội phục sát đất chỉ là tại hạ trong lòng có nghi vấn ánh mắt mang theo ý cười lại nói người thiên tài như thế có biết ám toán động tay động chân bên sông Vĩnh Định là việc làm của hung đồ ngu muội phương nào không? Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, lại không biết hổ độc điên kia từ đâu đến. Thật sự muốn thỉnh giáo. Hai chữ thỉnh giáo kéo ra thật dài, dụng ý tự tại châm chọc. Lời vừa nói ra, hoàng bào khách kia nhất thời tức giận, hai mắt như lửa đốt, lấy một đồng tiền từ trong lòng ngực, cắn răng nói, ngươi xem thường ta. Việc tự đoạn tay chân bậc này, há là việc làm của quyền mưu thuật sĩ. Ta nói rõ ràng cho ngươi biết, những phát súng đó. Hắn ném đồng tiền xu lên không trung, lành lạnh nói. Không phải ta làm. Đồng xu bay lên trời sắp rơi xuống đất, bỗng nhiên có tiếng súng vang lên, đồng xu bị súng bắn trúng, tựa như có cánh thoáng chốc bay cao tận trời. Lúc này lại có một tiếng động lớn, đồng xu xoay tròn rồi bay lên cao ước chừng 10 trường nam nữ trên đường đều hoảng sợ bỏ chạy khi nghe thấy tiếng động lớn. Những tiếng súng nối tiếp nhau bắn ra như pháo, tổng cộng có 10 khẩu súng được bắn trên đường phố, hoàng bảo khách chỉ giơ hai tay lên trời, đứng yên từ đầu đến cuối, không trở tay kịp, đồng xu vẽ một vòng cung trên không rồi tự động rơi trở lại vào lòng bàn tay. Từ lúc ném tiền đến lúc lấy lại, hoàng bào khách chưa từng di chuyển nửa bước, đồng tiền lại tự mình trở về nhà như chim bồ câu được thả ra khỏi cửa thương thuật thần diệu như thế, thật sự thế gian hiếm thấy. Hoàng bào khách xuống tay thị uy, kinh sợ khắp nơi, dụng ý thật cũng không phải khoe khoang thương pháp của thủ hạ. Hắn chỉ là muốn nói một câu, tiềm long nếu muốn giết người, tuyệt không có chuyện thất thù. Đợt ám sát bên sông Vĩnh Định không phải hắn khiển người làm. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nhớ rõ, ta vĩnh viễn là người thắng lớn. Dù ta muốn giết ai, người đó ngày mai liền không thấy ánh sáng mặt trời. Hắn nộ mục trừng mắt thanh y nhân, tự cởi xích chân ngô an chính, ngô bán tiên kia giống như dê bò đang chờ làm thịt, tất nhiên là sợ tới mức hồn phi phách tán, nhất thời lại khóc ầm lên. Thanh y tú sĩ im lặng quan sát, cũng không can thiệp, chợt nghe hắn nói, chu quân sư, có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Hoàng bào khách lạnh lùng liếc hắn một cái, vẫn chưa tiếp lời, thanh y tu sĩ thở dài, thấp giọng nói, người những năm gần đây mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, sống một mình ở Bắc Kinh suốt những năm qua, trong lòng thấy khổ sở không? Hoàng bảo khách không dự đoán được hắn sẽ nói ra lời này, hắn sửng sốt hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười nói, ngươi thương hại ta. Ta còn đang thương hại ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh hữu phượng quân sư, lên núi xuống núi, xuất gia hoàn tục, không tự chủ được bản thân, ta để tay lên ngực tự hỏi, tốt xấu còn tự đánh cược một ván, nhưng còn ngươi thì sao? Cả đời lưu lạc đông tây, nếu muốn đánh cuộc, lại không dám thật đánh cuộc, đường đường quyền mưu thuật sĩ, làm đến nước này, thật sự làm người ôm bụng bật cười. Thanh y tú sĩ nghe được châm chọc, cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nói, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, mấy năm đó đồng cam cộng khổ, ngươi vui vẻ không? Hoàng bào khách nguyên bản thần thái kiêu ngạo, vô luận nói gì đều lấy miệng lưỡi châm chọc nói ra, bỗng nghe lời này, bỗng nhiên hai mắt híp lại, ánh mắt lại thập phần thâm trầm. Thanh y tu sĩ thấy hắn biểu tình như thế, cũng không nói nhiều, chỉ im lặng quan sát. Một lúc sau, hoàng bào khách thở dài, nói thật không dám giấu giếm, mấy năm kia. Ta xác thật rất vui vẻ. Thành y tu sĩ sâu kín nói, vậy ngươi lại vì sao ruồng bỏ huynh đề? Hoàng bào khách khẽ cười, khoan dung lại có chút chua sót, hắn ngoái đầu nhìn lại thanh y tu sĩ, thở dài, sĩ khiêm. Mỗi nhà đều uống rượu tuy rằng rất vui, nhưng trung quy không thể lâu dài, không phải sao? Thanh y tu sĩ nghe được lời này, hai vai không khỏi run lên. Hoàng bào khách kéo mô an chính lại, lặng lẽ nói, niệm tình huynh đệ ngày xưa, chúng ta hiếm khi gặp mặt, cho ngươi một tin tức. Hắn nghiêng mắt nhìn thanh y tu sĩ, nói, ngày 19 tháng 9, tình thế thiên địa sẽ nghịch chuyển, ngươi hiểu không? thành y tú sĩ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: ngươi nói là chính biến. hoàng bào lão nhân không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói: có lẽ vậy, có thể không. bất quá vô luận tình thế như thế nào, tại hạ vẫn có một câu khuyên bảo: nếu tần trọng hải không biết tình ngộ, tiếp tục giống như tần bá tiên, nộ thương sơn sẽ hoàn toàn biến mất, mảnh giáp không còn đến lúc đó đừng trách địch nhân tâm tàn nhẫn. Ánh mắt mang vẻ khinh thường, lập tức túm lấy ngô an chính, cất bước rời đi. Mắt thấy hoàng bào lão giả sắp rời khỏi, thanh y tu sĩ đột nhiên nói, đừng đi, còn có vị lão huynh đệ chờ gặp ngươi. Hoàng bào khách kêu một tiếng, cười nói, còn có người muốn gặp ta. Là chỉ quan hòa thượng sao? Hay là mộc tiên sinh? Lần này thanh y tú sĩ tổng cộng mang theo ba gã thích khách tới đây, chỉ quan là người thứ ba, hắn trước khi xuất gia mang họ mộc, hoàng bào khách nói như thế, tự tại cho thấy hắn sớm đã nắm giữ toàn cục, chỉ là không nói ra mà thôi. tại nghe đối phương kêu phá bố trí, thanh y tu sĩ lại không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng bào khách mỉm cười nói, sĩ khiêm, ta vẫn luôn thực thích ngươi, căn bản không muốn giết ngươi. Đừng làm khó dễ ta, được không? Hắn lôi ngô an chính, định bỏ đi, Chợt vào lúc này, có gì đó giống như rơi từ giữa không trung xuống, đánh xuống mặt đất ngay trước mặt mình. Hoàng bảo khách kêu một tiếng, cúi đầu nhìn thì thấy thứ đó là khoai sọ đã nấu chín, hắn hai mắt trừng thẳng, đáy lòng phát lạnh, liền vào lúc này, sau lưng lại truyền đến tiếng len ca lem keng, là mấy súng kíp bị rơi xuống. Hoàng bào lão giả sắc mặt xanh mét, cánh tay túng ngô an chính không khỏi run lên. Đây không phải cố lộng huyền hư cũng không phải kế sách không thành kế, nộ thương còn có mai phục cuối cùng. Trước viên khoai sọ này, tâm cơ rào quyệt gì đều không có tác dụng. Hắn một không cầu quan, hai không yêu tài, ba không háo sắc, không vợ không con, không vướng bận, hắn là người tự tại tiêu giao nhất thiên hạ. Người rảnh rỗi xem, người sống lảng tránh, cửu châu kiếm vương phương tử kính. Giá lâm, chương hai vạn phu vô địch, hồi ba ầm một tiếng, một đám mây lửa lao thẳng từ phía sau tới. Là địch của kiếm vương giống như mất đi 10 năm thọ trong sổ sinh tử, hoàng bào lão giả tự biết mạng sống của mình đang bị đe dọa, tay trái hắn kéo ngô an chính, dùng sức đẩy về phía sau, đồng thời hai chân căng lực, thân mình nghiêng về bên trái. Thân mình vừa ngả xuống, liền từ trong lòng móc ra hai khẩu súng ngắn, bắn nổ hai phát lớn. Tiếng gió tiếng súng ẩm ẩm ngang qua, ngô an chính khóc lớn, hét lên, cứu mạng. Thành y tu sĩ vội vàng lao ra, duỗi tay kéo ngô an chính, hai người cùng ngã xuống mặt đất. Trong phút chốc, sạp đoán mệnh biến thành cho bụi, đường phố chìm trong mọn lửa, già trẻ hoảng loạn chạy tư tán, khiến nơi đây giống như cảnh tượng ngày tận thế. Hơi nước bốc lên, ngọn lửa tách ra, chỉ thấy một lão giả cao lớn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn bá tánh đầy đường kinh hoàng né tránh người này bề ngoài bướng bỉnh, đúng là cửu châu kiếm vương giá lâm trường an nhất chiêu hỏa vân bát vương ra tay liền bức cho thiên hạ đệ nhất mưu sĩ hốt hoàng chạy trốn trước nay độc hành khắp thiên hạ tuyệt đại cao thủ một khi xuất kiếm giết người chính là thế đạo này đây mới là đạo mai phục cuối cùng của nộ thương lúc trước ba đạo cơ quan bất quá là mùi mà thôi Thành y tu sĩ sợ phương tử kính ra tay quá nặng trong vòng nhất chiêu giết chết hoàng bào lão già vội vàng qua ngăn cản nói kiếm vương thủ hạ cần phải lưu tình phương tử kính nghiêng người liếc hắn một cái nói nhưng chặt đuôi rắn nước dễ hơn giết lợn vì sao không được chém thanh y tú sĩ thấy vẻ hung dữ ẩn chứa trong ánh mắt ông vội nói tình thế bắc kinh thay đổi trong nháy mắt người này trên tay năm mấy con át chủ bài vẫn có thể khống chế được đại cục chúng ta phải dựa vào hắn để tranh thủ thời gian. Nếu một đao giết chết hắn, chỉ sợ cục diện càng loạn. Phương tử kính hận nhất mấy thứ rèm pha phụ tử huynh đệ tương tàn này. Ông xua tay ngăn cản thanh y tú sĩ tiếp tục nói, mang ý ông lười chẳng muốn nghe nữa. Lúc này, đám người chỉ quan và hạng thiên thọ đã xuất hiện, giải thao bị thương ở bên hông, tuy dựa bảo y cứu ở tánh mạng, nhưng nội thương máu bầm, lại vẫn khó có thể đi lại nên dựa hạng thiên thọ nâng đỡ ngô an chính thờ phào nhẹ nhõm nói cảm tạ mọi người đã cứu tiểu nhân một mạng ta có thể đi không thanh y tú sĩ mỉm cười ngồi xổm xuống nói đương nhiên có thể đi rồi nào mọi người cùng đi gặp ninh đại hiệp thỉnh ngài dẫn đường đi thảm kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến vừa thoát khỏi nụ hôn của sói lại lọt vào miệng hồ giờ dậu này của mình thật hung ngô an chính trong lòng phát lạnh vội nói mua một con tôm lớn tôm gì tôm cỏ hay đại minh chưa kịp nói ra chữ tôm lòng bàn chân của hắn đột nhiên nhấc lên khỏi mặt đất thân thể lại bị phương tử kính sách lên nam tử luộm thuộm này tay trái sách ngô an chính tay phải cầm rượu thuốc của đại hồng đường uống ừng ực nghe hắn lười biếng nói nào đầu óc hỏng rồi uống thêm chút rượu thuốc để tỉnh táo lại mới vừa đi đại hồng đường mua vừa nói vừa nhét hồ lô rượu vào miệng ngô an tranh miệng bầu rượu bị phương tử kính uống trước đó hôi thối vô cùng ngô an chính chân lơ lửng trên không bị rót rượu thuốc vào miệng liền bắt đầu khóc phương tử kính quát không phải trẻ con đừng khóc loạn sau đó từ trong lòng móc ra một củ khoai sọ nhét vào trong miệng ngô an chính ngô an chính cố gắng nôn mửa vội vàng đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của phương tử kính lúc này cổ tay hai người chạm vào nhau, kiếm vương hồn khí xông thẳng tâm khảm, Ngô An chính bị ảnh hưởng rất nhiều, trong lúc nhất thời lạnh toát mồ hôi chảy ròng ròng khắp người, khớp hàm của hắn run lên, quả nhiên dừng khóc. Phương tử kính vỗ vỗ ma hắn, lạnh lạnh nói, tiểu tử, khoai sỏ của ta ngon không? Ngô An chính làm ra vẻ mặt tươi cười, đôi tay ôm khoai sọ ui mừng nói, ăn rất ngon. Vương gia, tiểu nhân họ mô tên An Chính, may mắn có được khoai sọ của người, thật là hạnh phúc ba đời. Phương tử kính đầy kinh ngạc, tê lòng tràn đầy kinh ngạc, ngạc nhiên nói, cái gì vương ra? Người đang nói cái gì vậy? Ngô An chính cười gượng nói, khó có dịp Ngọc Hoàng Đại Đế nghỉ ngơi, đi dạo thế gian này nhiều một chút, về sau ta báo danh xin ngài thủ hạ lưu tình, đừng rút đầu lưỡi ta. Phương tử kính thở dài, chỉ là đầy đầu mờ mịt, ném Ngô An chính như một con chó con đoàn người theo hắn rời đi. Có thành y tú sĩ thần cơ diệu toán, một bên lại là phương tử kính, ngô an chính tự nhiên ngoan ngoãn cho người ta áp đi, vị thiên sư đoán mệnh này dẫn đầu, theo sau là đám người chỉ quan, phương tử kính, thanh y tú sĩ. Mỏi đi qua những con hẻm ồn ào, càng đi càng xa, kiến trúc nhà cửa càng trở nên cũ kỹ, đi chưa được nửa dặm, đã đến một con hẻm cụt, mắt thấy một đại trạch viện hãng thiên thọ thấp giọng nói, người ở chỗ này sao? Đám người thanh y tu sĩ không đáp, chỉ nhìn vào con hẻm, thần thái ngưng trọng. Thiên hạ khí vận sắp thay đổi, tình thế quốc gia đang gặp nguy hiểm, hết thảy toàn nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ đêm đó tại Đạt Ma Viện. Lúc ấy thiên tuyệt chết đột ngột, thế cục chuyển biến bất ngờ, lúc sau ngọc tỷ hiện thế, triều đình bùng nổ đại loạn, vô số bí ẩn đều ở thiếu lâm đệ tam chiến lần này thanh y tú sĩ phương tử kính chờ võ lâm đại hào tiến đến trường an là muốn bái kiến vị tuyệt đại cao thủ lúc ấy ẩn thân trong đạt ma viện người nọ không những chứng kiến thiếu lâm đệ tam chiến còn ra tay cứu lại cục diện hắn chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ sớm đã thoái ẩn ninh bất phàm mọi người tới đến đầu hẻm dừng lại quan sát thấy nhà trong hẻm nhà cửa tối tăm bần thỉu không có che xanh cũng không có dương liễu trên mặt đất chỉ có măng đại trạch viện vết sơn loang lổ có vài cây trúc dựng trên tường đất quần áo cũ rách được treo trên cột để phơi khô trong gió ngô an chính cười làm lành nói tiểu cầu tử ở nơi không được coi trọng lắm mọi người nếu sợ bẩn thì đừng vào phương tử kính đầy người dơ bẩn khi nào sợ ô uế lập tức ngáp một cái là người đầu tiên bước vào thành ích tú sĩ mỉm cười nói bẩn không sao chúng tôi sẽ dọn dẹp cho hắn là người thứ hai bước vào, giải thao bị thương nên đứng ở ngoài hẻm, đám người chỉ quan, hạng thiên thọ cũng đi vào. Mọi người đứng trong hẻm, phố chợ trước mắt không chỉ là ngõ hẹp tồi tàn mà còn là một đại tạp viện cho mười mấy nhà. Vào giờ ăn tối, thấy khói bếp lượn lờ, tiếng song nồi không ngừng bên tai, tiếng trẻ con khóc thút thít, cha mẹ la hét ầm ĩ, đủ loại ồn ào náo động đập vào tai, cãi cọ ồn ào thật là nhiễu người đều nói đại ẩn ẩn vô thị nhưng cũng là một ống cơm một gao uống ngõ hẹp này không thay đổi nào biết vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này tính tình cổ quái không những ẩn thân nơi chợ búa thậm chí cùng bần dân trải qua cuộc sống hàng ngày suốt ngày nghe chuyện trương tam phát tài lý tẩu vụng trộm nghĩ đến thật đem bản thân coi như tiểu nhân bá tánh chỉ quan và thanh y tú sĩ nhìn nhau đều lắc đầu Đại ẩn ẩn vu thị xuất phát từ câu tiểu ẩn ẩn vu giá, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều có nghĩa là những người có năng lực muốn nhờ vào hoàn cảnh mà quên đi thế sự, lánh đời ở nơi thế ngoại đào nguyên. Đây là tiểu ẩn, còn những người có năng lực thực sự lại giấu mình nơi phố thị. Ở những nơi ấy là đất ngọa hổ tàng long. Đây là trung ẩn, và đạt tới trình độ cao nhất là những người giấu mình nơi triều đình, họ âm thầm lặng lẽ không nổi bật nhưng lại là đại trí giả ngu, hững hờ với thế sự. Đó mới là ẩn sĩ chân chính. Hãng thiên thọ nhiều năm cầm tù ở trong chùa đổ nát, tự không biết vị ninh đại trưởng môn này. Không khỏi nhíu mày lắc đầu, như vậy cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thật sự mấy năm không ra giang hồ, mèo già cũng có thể thành mãnh hồ. Ngô An chính cười gượng hai tiếng, giải thích nói, lão đầu chọc, tiểu cầu tử của ta tuy rằng thông minh nhưng lại sợ tịch mịch. Ngài nhưng đừng khinh thường hắn. Mắt thấy hạng thiên thọ còn muốn nói nữa, thanh y tu sĩ kéo lại hắn, mỉm cười đáp, bán tiền nói quá lời. Trưởng môn đạo hào bất phàm, hành sự người không ngờ, ai lại dám xem thường hắn. Hắn thấy ngô an chính liều mạng gật đầu, cảm thấy khá đắc ý, lại đổi câu chuyện, cười nói, thật làm chúng ta kinh ngạc chính là. Quỳnh Quý Phi thân phận tôn quý như thế, lại có thể chịu đựng được cuộc sống thường ngày nơi phố chợ, việc này tại hạ thật bội phục. Ngô An chính nghe xong ba chữ Quỳnh Quý Phi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thành y tú sĩ mỉm cười nói, bán tiên, thỉnh trưởng môn mau đi ra đi, chúng ta có mấy chuyện muốn thỉnh giáo hắn. Ngô An nín mờ mịt nói, đi ra, mau đi ra, các ngươi đang nói cái gì, hạng thiên thọ nghe hắn giả ngu, không khỏi nhíu mày đang muốn quát hỏi chợt nhìn thấy ngô an chính đang hướng về một nơi nào đó mở miệng hét lên liền vào giờ phút này phương tử kính sắc mặt đại biến bước chân hơi thẳng thân hình cao lớn lùi về phía sau trong nháy mắt lui ra ngoài hẻm những người còn lại đều vô cùng kinh ngạc đều hỏi sao vậy ngô an chính không biết tại sao bọn họ lại ngạc nhiên cũng không biết vì sao phương tử kính phi thân lùi lại chỉ sờ sờ đầu hắn nhấc gót chân, đối mặt với một con mương, phất tay kêu lên, tiểu cầu tử, bằng hữu ngươi tới rồi, đừng rửa nồi nữa. Mọi người nghe hắn đề thanh kêu to, đều cảm thấy ngoài ý muốn, thanh y tu sĩ trong lòng chợt lạnh, lần thứ hai tỉnh ngộ, hắn thở dài một tiếng, gật đầu nói, bội phục, bội phục. Chỉ quan và hãng thiên thỏ hãy còn ở trong mộng, hai người nhìn nhau, hơi nghiêng cổ, liếc nhìn về phía sau, nhất thời cũng sừng sốt trong một con mương bẩn thỉu phía sau, cách đó khoảng năm thước, thấy một nam tử ngồi xổm dưới đất, đang lau một cái nồi. Ngô An Chính đi đến bên người nọ, ghé tai chỉ chỉ trò trò. Mọi người đều có thể thấy rõ, người này tuy rằng đưa lưng về phía chính mình, nhưng thân hình thấp bé kia lại là ninh bất phàm không thể nghi ngờ. Hãng thiên thọ hắc một tiếng, nói hắn xuất hiện khi nào vậy? Nộ thương chuyến này cao thủ đông đảo, ai cũng có sở trường riêng, trong đó nhị âm hạng nhất chính là hạng thiên thọ. Hắn đã ngồi xổm trong một ngôi chùa đổ nát suốt 20 năm, sớm đã luyện một thân thần kỹ nghe âm biện vị, muốn nói Ninh bất phàm thế nhưng có thể giấu giếm được chính mình, lặng im không tiếng động mà đi đến sau lưng ba thước, thật làm hắn khó có thể tin. Huống chi trong hẻm còn có một vị khinh công có một không hai thiên hạ thanh y tu sĩ, nhưng làm sao nhất cử có thể giấu được mọi người. Thanh y tú sĩ chưa trả lời, đầu hẻm truyền đến tiếng phương tử kính thở dài, hắn chậm rãi đi trở về, nói hắn không có đi ra, từ khi chúng ta vào hẻm đến giờ, hắn đã ngồi xổm ở đó rồi. Một bước cũng không nhúc nhích, Hạng thiên thọ và chỉ quan nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người chăm miệng một lời, đều nói không thể nào. Vừa rồi đi vào hẻm không nhìn thấy hắn. Thanh y tu sĩ khẽ cười khổ, nói đây là hoa sơn tàng khí công phu. Ninh tiên sinh không lộ tài năng, không hiện sát khí, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Cho đến lúc này, mọi người mới biết tình hình thực tế, nguyên lai trước khi bọn họ đi vào, Ninh bất phàm đã ngồi xổm ở ven đường cọ rửa nồi, chỉ là nói đến không thể tưởng tượng, các cao thủ ánh mắt một đám sắc bén như ưng, nhưng không ai để ý đến bóng dáng người này ở bên đường. Điều này nghe có vẻ lạ lùng nhưng thực tế lại không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhân vật giang hồ ẩn thân pháp thuật không chỗ nào không có, từ ngọn cây đến đáy nước, không có chỗ nào không thể là địch huyệt. Cũng là vì thế, càng là nhân vật tông sư, càng sử dụng khí kình để khám xét cơ thể, ngay cả khi nhắm mắt ngủ ngáy, hơi thở khác dị cũng sẽ có cảm ứng. Chỉ là võ công ninh bất phàm bình phàm giản dị, thân pháp hành tung cũng giống như người thường tùy tìm ngồi xổm trên mặt đất, tự nhiên sẽ trở thành cục đá ven đường, không chút nào thấy được. Võ lâm cao thủ tuy rằng ánh mắt như ưng, nhưng nhóm người này nhãn lực dù có mạnh gấp 10 lần, cũng đuổi theo mọn nguồn sát khí, nhìn chằm chằm vào những nơi khả nghi, ai lại chú ý đến khối đá cứng bên đường. Nguyên nhân chính là như thế, ngược lại là người không có võ công ngô an chính đã nhìn thấy bóng dáng đó. Nộ thương tứ đại cao thủ bước vào con hẻm, có thận trọng như chỉ quan, có ám khí mau tuyệt như hạng thiên thỏ, có tính toán không bỏ sót ngự tứ phượng vũ, càng có khí phách tuyệt luân cửu châu kiếm vương. Ai ngờ ninh bất phàm căn bản không phát ra một chiêu nửa thức, liền đã chiếm được thượng phong. Mọi người dù chưa động thủ, nhưng hai bên nếu ở trong hẻm thực chiến, cả hạng thiên thọ và chỉ quan đều sẽ đã chết, thanh y tú sĩ cũng sẽ bị trọng thương, duy nhất chỉ có phương tử kính mới có thể thoát thân. Chỉ với điều này, Ninh Bất Phàm có thể an ổn ngồi vị trí thiên hạ đệ nhất, thực sự có chỗ bất phàm. Ninh Bất Phàm quay lưng lại với mọi người, chăm chỉ rửa chảo sắt không quay đầu lại. Ngô An Chính lắc cánh tay của người bạn học cũ, hoảng sợ nói, "Tiểu Cầu Tử, bằng hữu ngươi tới, nói chuyện với họ đi." Thành Y Tú sĩ nghe Ngô An Chính kêu đến hoảng, nghĩ đến đã lầm nộ thương thành kẻ thù, hắn cười cười, nói, "Đừng sợ, chúng ta là tới cảm ơn hắn. Tuyệt không phải muốn gây phiền phức. Đám người phương tử kính, thanh y tú sĩ đích thân đến bái phòng, Ninh bất phàm lại không có ý định quay người, chỉ quay trào sắt một vòng, lại cọ rửa mặt sau. Thanh y tú sĩ trước đây là cửu hoa sơn trưởng môn, hai người bối phận tương đương, còn phương tử kính lại là võ lâm tiền bối, về tình về lý, Ninh bất phàm đều không nên thất lễ. Thanh y tú sĩ trong lòng hiểu rõ, hiểu ra ninh bất phàm không muốn gặp người ngoài, lập tức khụ một tiếng, đưa mắt ra hiệu với hạng thiên thọ, vị thiên quyền đường chủ này lập tức hiểu ý, lập tức cầm phi thạch nhắm bắn vào lưng ninh bất phàm. Thỉnh không bằng kích, kích không bằng bức, quả nhiên đe dọa vừa làm, ninh bất phàm liền đã than dài một tiếng, chảo sắt lắc lắc, chấn động rớt xuống phía trên nước bẩn, chảo sắt dao động tại chỗ, lại vừa lúc chặn nơi yếu hại, giống như có con mắt đằng sau lưng mọi người thấy hắn có thể tàng khí cũng có thể sát khí không thẹn danh trí kiếm bình bát phương trong lòng tất nhiên là âm thầm bội phục liền vào lúc này ninh bất phàm rốt cuộc chậm rãi đứng dậy quay đầu lại nhìn phía mọi người thanh y tú sĩ thấy hắn khuôn mặt buồn khổ nhất thời chắp tay mỉm cười ý bảo thân thiện nói ninh tiên sinh chớ có lo lắng tại hạ cũng không ác ý chỉ là phụ mệnh tần tương quân tần trọng hải nhà chúng ta đến cảm tạ ân tình của các hạ ninh bất phàm thở dài nói tại hạ rời khỏi giang hồ trở thành một kẻ vô dụng tần tướng quân quý sơn cần gì phải cảm tạ ta cái gì thanh y tú sĩ lắc đầu nói trưởng môn khách khí tánh mạng việc há cùng tâm thương nếu không phải các hạ đại chắn tuyệt chiêu ở đạt ma viện tần tướng quân sơn trại ta chỉ sợ đã chết oan chết ôm nói kho mình hành lễ chắp tay nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày sau trưởng môn nếu có chuyện gì khó xử thỉnh tới nộ thương sơn bổn sơn anh hùng tùy thời chờ đợi sai khiến ngô an chính ngơ ngác nghe chợt nghe đến chữ tần tướng quân hắn liền nhớ tới ngọn lửa ma quỷ cao vút mà hắn nhìn thấy ngày đó lại bắt đầu run rẩy ninh bất phàm cười khổ lắc đầu nói cùng nhau vượt qua hoạn nạn mà thôi nói cứu mạng không phải là quá lời rồi sao khi nói chuyện quay đầu nhìn phía quần hào, mọi người cùng hắn ánh mắt tương tiếp, trong lòng đều dùng mình, chỉ thấy ninh bất phàm quang hoa nội liễm không khác gì người thường, chỉ là trong trắng mắt lại có vài tơ máu. Phương tử kính biết có điều gì đó không ổn, lập tức đưa tay ra như chớp. Đã chế trụ mạch môn của Ninh Bất phàm. Ngô An chính thấy Diêm Vương ra bắt người Tất nhiên là lòng tràn đầy kinh hãi Nhịn không được lớn tiếng hét lên Giết người giết người láng giềng đại trạch viện đều ở gần nhau ngô an chính vừa mở miệng kêu to đã kinh động láng giềng quả nhiên trong viện mấy hộ nhà thọ đầu ra quan sát tình hình trong hẻm hạng thiên thọ chắp tay thi lễ nói các vị hương thân thỉnh về nơi này không có việc gì không có việc gì hạng thiên thọ đầu chọc nhìn giống như một vị cao tăng chúng hương thân nghe hòa thượng này nói chuyện tự nhiên không người để ý tới vài tên thanh niên hô quát liên tục, muốn ra ngoài kiểm tra, chợt vào lúc này, phương tử kính khụ một tiếng, hai mắt tùy ý lướt qua mọi người, vô số ba tánh trong lòng chợt sinh dị cảm, lập tức lùi vào trong nhà, không ai nói một lời, trong hẻm lại trở về yên tĩnh. Ninh bất phàm tàng khí, nhưng phương tử kính thì ngược lại, khi phách mạnh mẽ, ngay cả đứa trẻ mới sinh đều có thể cảm ứng, đại lão hổ đi ngang qua cửa, chúng tiểu đồng chấn kinh đái dầm xem ra ngày mai đại trạch viện tất nhiên lượng đầy chăn bông, mùi hôi tận trời. Mọi nơi im như ve sầu mùa đông, một mảnh yên tĩnh, phương tử kính chỉ nắm giữ mạch môn của ninh bất phàm, một lúc lâu sau, chợt thấy hắn vẫy tay, ra hiệu thanh y tú sĩ đến xem. Thanh y tú sĩ tinh thông y đảo, lập tức giơ ngón tay lên bắt mạch. Hắn ngón tay bắt mạch tưởng, đột nhiên lông mày dài nhướng lên, nụ cười cứng đờ. Thanh y tú sĩ hít một hơi thật sâu, nói: Nê Lê gia, Ninh bất phàm cười khổ, cúi đầu xuống đất, gật đầu. Thanh y tú sĩ thấp giọng nói: Có thể xem vết thương được không? Ninh bất phàm chậm rãi buông chảo sắt, cởi bỏ vạt áo, lộ ra một vết máu bầm đen trên ngực. Nê Lê gia, còn được gọi là kinh thập bát địa ngục, nhìn kinh âm kia nhập vào kinh mạch, lưu lại ấn ký trên ngực thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ninh bất phàm thấp giọng nói, không dối gạt các vị, nhân kiếm chấn âm dương giao đấu với lục đạo luân hồi, đó là kết cục này. Ninh bất phàm bại, hoa sơn tam đạt dấu thập xưng vô địch, trong đó nhất chiêu nhân kiếm trấn âm dương, càng lấy vương đạo phục người, khuất phục thiên hạ vô số anh hào, không phải chỉ cửu châu kiếm vương vì thế quang kiếm tử đao, mà còn ngay cả thần kiếm bá thuật chắc lăng chiêu, lại cũng thảm bại dưới nhân kiếm. Không thể không cúi đầu khom lưng. Có thể nói Nhân Kiếm giống như một cảnh giới võ học thế gian, trong 30 năm qua chưa có cao thủ nào có thể vượt qua được. Ninh Bất Phàm được xưng thiên hạ đệ nhất, Hoa Sơn hai mặt cờ thưởng đến nay vẫn treo cao. Trường thắng 800 chiến, võ nghệ thiên hạ tôn, vị này đương thời kiếm khách truyền kỳ nổi danh nhất, bị người ta ra tay đánh bại, không phải chỉ là thần tích bất bại sẽ tiêu tan thành ảo ảnh chỉ sợ thế gian võ học cũng sẽ bước vào một cảnh giới mới. Phương Tử Kính và Thanh Y Tú Sĩ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh sợ trong mắt nhau. Chương 2 Vạn Phu Vô Địch, hồi 4. Kết thúc chương 2. Trong lòng Phương Tử Kính có một ý niệm, chỉ đang suy ngẫm về sự ảo diệu của Lục Đạo Luân Hồi. Nói đến nhân kiếm chính là thủ chiêu mềm mại thiên hạ đệ nhất, thanh kiếm hình tròn linh hoạt như một tấm lưới ngay cả chiêu kiếm của trác lăng chiêu đâm tới cũng không làm gì được lại không biết địch thủ đã phá chiêu như thế nào ông xuất thần một hồi hỏi lúc ấy động thủ tình hình cụ thể và chi tiết như thế nào ninh bất phàm nhàn nhạt, nhạt nói đối phương thân có thiên mệnh thân thể phàm nhân chúng ta thật khó ngăn cản lời này quá thần bí không ai có thể hiểu được mọi người đều bối rối thanh y tú sĩ nhíu mày nói xin thứ cho ta ngu dốt có thể nói rõ ràng không? Ninh bất phàm nói, lục đạo vốn là một bộ trận pháp, chú trọng tâm niệm hợp nhất, hóa sáu ý vì một niệm. Chỉ là trận pháp này trời sinh có khuyết điểm, đó là cấm kỵ công lực bản thân quá độc nhất, quá chuyên biệt, chiêu thức lại quá mức quỷ quyệt, sáu tăng nhân ra tay võ công nham hiểm, tâm tồn tà ác, ý niệm quyết định vô pháp tương thông. Cho nên mấy ngàn năm qua, trận pháp này mặc dù có danh tiếng lớn, nhưng cũng chưa bao giờ có thể hình thành trận thức. Chỉ có thể xem như võ đạo truyền thuyết, không thể chân chính dùng cho thực chiến. Hãng thiên thọ vội nói, cái đó, vậy ngươi lại vì sao bại? Ninh bất phàm thở dài, nói, thần kiếm cầm long. Mọi người nghe vậy, tất cả đều kinh hãi, lại nghe Ninh bất phàm nói, thần kiếm nơi tay, lấy một ngự sáu, duy nhất một người cũng có thể tạo thành trận thức, trận tùy tâm truyền, vừa lúc bổ sung cho khuyết điểm không thể hợp nhất. Một người kéo trận pháp, chính tả tương sinh, âm dương bổ sung cho nhau, công thủ nghiêm mật, thật là ninh mỗ bình sinh ít thấy. Nhân kiếm của tại hạ có thể thủ không thể công, cho dù kéo dài lâu, cũng không khỏi bị thua. Nói thở dài, lại nói, lục đạo luân hồi này không nên tồn tại với nhân gian, hiện giờ bỗng nhiên tạo thành trận thức, nghĩ đến trời cao đã chọn, á muốn người nọ độc bá thiên hạ nhìn lục đạo luân hồi này phối hợp với thần kiếm cầm long trong thiên địa không đâu địch nổi lại không có bất luận cao thủ nào có thể kháng cử cho dù chắc lăng chiêu còn sống hay phương tử kính ra tay chỉ sợ tỷ lệ thua nhiều hơn thắng không làm nên chuyện gì phương tử kính trầm ngâm sau một lúc lâu nghĩ đến quái kiếm lai lịch không rõ ràng này liền hỏi nói cầm long kiếm là ngươi giao cho thiên tuyệt ninh bất phàm gật đầu nói ta vốn là thân thoái ẩn cả đời không nên để đao luận kiếm, cho dù bá trụ thần kiếm không bỏ, cũng chỉ cầm một cục sắt nặng nề mà thôi. Không bằng lấy tới tặng cho anh hùng hiệp sĩ, mới không bị mai một. Hắn dừng một chút, lại nói. Bất quá khi tại hạ đem cầm long kiếm giao cho thiên tuyệt, căn bản không nghĩ tới mấy bộ võ học cấm truyền này, càng không nghĩ tới việc thần kiếm có thể được sử dụng bên trong lục đạo trận pháp. Mọi người nghe vậy đều cảm khái tưởng rằng ngày đó thiên tuyệt tăng cầm củ khoai nóng phỏng tay ninh bất phàm mới tặng cho thần kiếm cho rằng hồi báo nhìn diễn biến sau này không khỏi khiến người ta xót xa phương tử kính muốn tìm hiểu rõ nên lại hỏi chẳng lẽ liệt hòa phần thành của đệ tử ta cũng vô dụng sao ninh bất phàm thở dài một hơi lấy ra một chiếc thiêu sắt từ dưới chân đưa qua lại chính là chiếc bàn trải sắt vừa rồi hắn dùng để cọ nồi mọi người trong lòng kỳ quái đang nói liệt hỏa phần thành, sao lại lấy thứ này ra? Chỉ là Phương Tử Kính biết rõ Ninh bất phàm, biết nhất định có thâm ý gì đó, lập tức cầm miếng sắt vụn xem xét kỹ lưỡng. Một lúc sau, Phương Tử Kính không khỏi rên lên một tiếng, sau đó là một tiếng cười khổ. Đám người chỉ quan vội vàng xúm lại xem, không khỏi cũng cả kinh, miếng sắt này không phải là sắt thiêu, hóa ra là một một thanh đao, chuôi đao hoàn toàn cháy đen có dấu vết mờ nhạt bị lửa đốt thân đao càng bị tàn phá hơn giống như thợ rèn rèn dã quá mức khiến thân đao nóng chảy biến hình chỉ quan hoảng sợ nói đây đây chính là bội đao lúc đó tần tướng quân sử dụng sao ninh bất phàm gật đầu nói khi đó song hùng quyết đấu tần tướng quân quý sơn lấy liệt hỏa phần thành chắn lục đạo luân hồi mới muốn phát chiêu đao đã bị phá hủy bởi nội lực bá đạo của chính mình hắn nhìn phương tử kính, nói, phương tiền bối, liệt hỏa phần thành quá mức khí phách, phạm kiêng kỵ người đao không thể hợp nhất. Hỏa tham nhất đao là ngài tạo ra, chính ngài chẳng lẽ không biết khuyết điểm này sao? Phương tử kính nghe xong, lại suy sụp lắc đầu, thấp giọng nói, xin lỗi, chính ta cũng chưa từng sử dụng chiêu thức này. Mọi người có mặt đều cảm thấy khó tin sau khi nghe điều này. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng Phương Tử Kính lại bùi ngùi không nói nên lời, ái đồ của ông khó khăn vượt qua cửa ải khó khăn, luyện thành tuyệt chiêu tựa như ảo mộng, nào biết lại không thể vận dụng với thực chiến. Nghĩ đến người ta tay cầm thần kiếm, ngày sau nếu muốn lại cùng cường địch tái đấu, phải phóng ra một thanh vô thượng bảo đao mới có thể địch nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể tìm thấy thần binh như vậy ở đâu? Mắt thấy Kiếm Vương ngơ ngẩn không nói, chỉ quan liền hỏi: thần kiếm cầm long kia nổi danh như vậy, rốt cuộc là thứ hiếm lạ cổ quái gì? Ninh bất phàm nói, ta đã tận mắt nhìn thấy cầm long kiếm, thanh kiếm kỳ lạ này được làm từ vô số giải thép mềm mỏng, hình dạng tròn trịa, giống như một cuộn chỉ, chất thép mềm mại, có thể điều khiển được bằng nội lực, trên giang hồ có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Thành ngữ tuyệt vô cận hữu chỉ có một, không có thứ hai, hình dung người, vật có rất ít, rất hiếm chỉ quan thở dài không thôi, nếu không phải tên chắc lăng chiêu hiếm lạ cổ quái kia, e rằng cũng không thể tạo ra đồ vật không thể hiểu bậc này. Ninh bất phàm nói, nói đến đây, ta cũng rất bội phục vị kiếm tông chắc lăng chiêu này. Người tuy đã chết, nhưng vận mệnh chú định, lại nâng cao võ học thế gian tiến lên một bước. Hắn tuy còn sống bị bại dưới tay ta, nhưng sau khi chết đánh ngã ta, thật không thẹn danh, kiếm thần. Hắn cười tự diễu nói nói đi phải nói lại, lúc ấy chân chính đã cứu tính mạng ta, ngược lại chính là tâm cơ của tần tướng quân Quý Sơn. Nếu hắn không ở một bên đánh lén ám toán, thừa dịp địch nhân cùng ta toàn lực chiến đấu kịch liệt, đôi ta đều khó thoát một kiếp. Nghe đến đây, mọi người mới biết thiếu lâm đệ tam chiến chân tướng như thế nào, hóa ra lúc ấy tổng soái nộ thương cùng Hoa Sơn trưởng môn liên thủ ra chiêu. Ai ngờ hai đại tuyệt thế cao thủ hợp lực ngăn cản cường địch, một chưa chiến đã bại, cương đao bị phá hủy, một tuyệt chiêu bị phá, bị kỳ công quỷ quyệt nê lê ra làm bị thương. Cuối cùng vẫn là dựa vào tần trọng hải đánh lén ám toán, lúc này mới tránh được tính mạng. Tuy nói địch nhân lợi hại hiếm thấy, nhưng mọi người vẫn cảm kích ngưỡng mộ ninh bất phàm. Nhìn lại hình dạng vết thương trên ngực hắn, không phải do cầm long kiếm gây ra mà là do âm khí xâm nhập, xem ra người này không thẹn với mỹ danh thiên hạ đệ nhất cho dù đối phương tay cầm thần kiếm, cộng thêm huyền công cấm truyền, cũng không thể trực tiếp đả thương ra thịt của hắn, chỉ có thể dùng âm khí để xuyên đồ vật đả thương địch thù. Thành y tu sĩ trầm tư sau một lúc lâu, lại nói, khi thiên tuyệt thần tăng chết, tiên sinh đang ở đâu? Ninh bất phàm nói, ba ngày trước ngày 1 tháng 7, anh hùng Quý Sơn còn chưa đi vào Hà Nam, ta liền đã đến Tung Sơn, gặp mặt thiên tuyệt tăng hắn vỗ đầu vai Ngô An Chính lại nói, trước khi anh hùng Quý Sơn lên núi, ta sớm đã đưa Quý Phi rời khỏi Đạt Ma Viện, đưa nàng ta đến chấn nhỏ Đan Dương, để lại cho lão bạn học cũ này của ta chăm sóc, sau đó liền canh giữ ở nội đường Đạt Ma Viện, chờ các ngươi đến. Thiên tuyệt tăng trước đó phân phó qua, muốn đổ đệ của mình ra ngoài đánh trận thứ ba, với lòng hào sảng của Quý Sơn, tất sẽ để tần trọng hài ra trận quyết chiến, lúc sau chờ hắn rơi vào bẫy hết thảy liền có thể nước chảy thành sông phương tử kính nói khó trách tiểu tử dương túc quan đó ra khiêu chiến ta hóa ra là có ý đồ này mọi người nghe được lời này trong lòng từng người dùng mình mới biết thiên tuyệt thần tăng sớm có bố trí tuyệt không phải cử chỉ lỗ mãng chỉ sợ liền linh trí phương trưởng cũng bị chẳng hay biết gì chỉ là tâm kế có kín đáo cẩn thận đến mấy cũng có thời điểm sai sót mọi người nghĩ tới nguyên nhân cái chết của thiên tuyệt đều thở dài chỉ quan âm thầm suy tính lại hỏi ninh tiên sinh tiểu tăng trong lòng có nghi hoặc khi thiên tuyệt tăng bị mai phục ngài vì sao không cứu hắn với võ công tuyệt thế của ngài nếu muốn ở bên chăm sóc nhất định có thể xoay chuyển tình thế ngài vì sao buông tay không cứu ninh bất phàm cười khổ nói xin lỗi kẻ xuống tay tâm cơ hơn ta tưởng tượng rất nhiều vào sáng sớm cùng ngày của trận chiến thiếu lâm hắn đã động thủ trước. Khi đó chúng ta ở chấn nhỏ Đan Dương, sao có thể ra tay cứu người? Mọi người nghe được lời này, đều bị chấn động. Vạn lần không thể đoán được sự việc lại xảy ra rất lâu trước tam chiến thiếu lâm. Ninh bất phàm bùi ngùi lại nói. Sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra theo đúng tính toán trước đó. Lúc ấy ta canh giữ ở đạt ma viện, xem trận quyết chiến giữa cao thủ quý sơn và hòa thượng thiếu lâm, cho đến khi trận chiến thứ ba bắt đầu, ta đều không biết thiên tuyệt thần tăng sớm đã bị người ám toán. Lúc sau tần tướng quân rơi vào trong động, ta vội vàng đi xuống gặp mặt, thấy một vết máu lơn trong đường hầm, mới biết. Ai, chính mình chậm một bước, nói đến chỗ này, giọng nói bỗng nhiên nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, không biết phải nói thế nào. Anh hùng nộ thương có thù oán với thiên tuyệt, nghe hắn nói đến thương tâm, tự cũng không quá lạnh lùng, chỉ bồi khóc khan vài tiếng, cũng coi như là ứng phó. Chỉ quan nhớ tới một hồi đại chiến với Ninh Bất phàm lập tức khẩu tuyên vật hiểu, nói, sau khi ngài bị thương, lập tức rời đạt ma viện sao? Ninh Bất phàm nhớ lại tình trạng ngày hôm đó, không khỏi thở dài, lại nói, khi người nọ dùng âm kính làm tổn thương ta, bị ta lấy nội tình nhân kiếm cuốn lấy, vô pháp thoát thân, tần trọng hải nhanh chóng quyết định, nháy mắt rút ra dao găm, chém vào lưng hắn trước người nọ bị hỏa tham đao mãnh lực ám toán nội lực bị tổn hại rất lớn vô pháp tái chiến chỉ có rời đi trước ta thấy tình thế quá xấu triều đình và nội thương sắp khai chiến thấy tiền đế tung tích không rõ liền sợ quý phi cũng sinh ra chuyện ngoài ý muốn liền chạy nhanh đến hội hợp ở trấn nhỏ đan dương sau đó ta viết thư cho phương trượng để kể nội tình nói đến thật là áy náy thành y tú sĩ nghe hắn nhắc tới tiên hoàng trong lòng dùng mình, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, năm ấy liêu kính trinh biến, trước khi chết đau khổ muốn nhờ, xin tướng quân nhà ta đưa một người rời khỏi Bắc Kinh, sau tần tướng quân chịu liên lụy này, gãy chân tàn phế, lại không nhìn thấy tung tích. Ninh trưởng môn, chuyện này là ngươi nhúng tay phải không? Ninh bất phàm gật đầu nói, đúng vậy, lưu kính vừa chết. Tần tướng quân Quý Sơn lập tức bại lộ hành tung, đại họa lúc nào ập đến không rõ. Ta thấy tình thế quá mức ác liệt, chỉ có dành trước một bước đưa người đi. Thanh y tú sĩ nhíu mày nói, ngươi cho rằng thiên tuyệt thần tăng cùng thái hậu quen biết, cho nên đưa người vào thiếu lâm để xoay chuyển càn khôn, trọng định triều cương. Ninh bất phàm lắc đầu nói, điều đó cũng không phải, kế sách là do thiên tuyệt thần tăng lập ra. Ta sở dĩ đem người đưa lên thiếu lâm, thật sự là triều đình lùng bắt nghiêm ngặt, Ninh mỗ dù võ công có cao, nhưng không thể ngày đêm bên cạnh. Lúc đó nộ thương chưa phục trải, trong thiên hạ trừ thiên tuyệt thần tăng ra, ta không nghĩ ra ai có lá gan thu nhận hắn. Phương tử kính lặng lẽ nghe rồi đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi xem thường phương mỗ, ngươi nếu mang hắn đến chỗ ta, ta nhất định sẽ thu nhận hắn. Ninh bất phàm cười khổ nói, tính tình của ngài ai chẳng biết. Ngài chỉ cho hắn ăn khoai lang còn sẽ ngày ngày đánh hắn. Nếu ta giao hắn cho ngài, chẳng bằng đẩy hắn đến sông Vĩnh Định. Phương tử kính nghe vậy, nhất thời cất tiếng cười to. Mọi người trong hẻm đều sắc mặt lạnh lùng, thầm nghĩ, cửu châu kiếm vương thật sự danh bất hư truyền, nhìn ông thần khí như vậy, liền ngọc hoàng đại đế cũng giam đánh. Thanh y tú sĩ tinh tế suy tư tiền căn hậu quả, đã biết thiên tuyệt tăng mời anh hùng nộ thương, tất có thầm ý, lập tức hỏi, Ninh Huynh, thiên tuyệt đại sư lúc này mời Huynh Đệ Sơn trại ta tiến đến Thiếu Lâm, đến tột cùng có tính toán gì không? Người có thể thay mặt hắn nói một câu không? Ninh bất phàm gật đầu nói, thiên tuyệt đại sư trước đây là kẻ địch của Quý Sơn, nhưng lần này hắn cùng tần tướng quân gặp mặt, ý định cực kỳ lương thiện, hắn chờ mong một đại Phật quốc. Mọi người trong lòng dùng mình, đồng thanh nói, Phật quốc. Ninh bất phàm gật đầu nói, nhiều năm qua cục diện chính trị bè cong, lòng dân cùng đương kim thánh thượng có khúc mắc không chỉ hại hoàng thượng cũng hại khổ người trong thiên hạ chư vị trải qua vô số biến loạn tự cũng biết đó là cái gì hắn thấy mọi người yên lặng gật đầu lại nói thiên tuyệt đại sư bình từ bi tâm muốn nhất cử nhổ mối hỏa, cởi bỏ bế tắc hắn trong lòng trí nguyện to lớn đó là lệnh nhị thánh đương triều thu hàng nộ thương trọng ban tần gia tước vị lại mang đến trong sạch cho tần bá tiên hắn trong lòng chờ mong chính là khiến người trong thiên hạ cùng lãnh từ bi phật pháp mọi người nghe vậy tất cả đều chấn động thanh y tu sĩ cũng rất kính nể hắn ghé gật đầu nói lợi hại thần tăng thật sự là từ bi chỉ là từ xưa đế vương đều keo kiệt như vậy há dùng thứ giường bên có người ngủ ngáy hắn bất cần như vậy lại muốn như thế nào an bài việc này ninh bất phàm cười khổ nói đây là chỗ mạo hiểm của hắn hắn muốn gặp mặt Thái Hậu, dùng tiềm long bắt ép Giang Sung, lại dùng ái đồ liên lạc liễu hầu ra, thiên hạ quân mã có thể nắm đến hai phần, tình thế liền ở trong tay. Hắn che mặt thở dài, lại nói, vốn định đồ nhi hắn là đại trinh bắc, phụ tử hai người đều có thực lực, hơn nữa đám người Thái Hậu, Quỳnh Quốc trượng ra mặt nói tốt, nhất định có thể khiến thiên hạ lại lần nữa yên ổn, không ngờ. Không ngờ, thanh y tú sĩ tay hành lễ, nói tiếp, không ngờ thiên tuyệt lão tăng dẫn sói vào nhà, chết dưới thần kiếm cầm long. Nghe được lời này, mọi người có mặt nhìn nhau, nghĩ đến thiên tuyệt chết dưới tay người thân cận yêu quý của mình, nhất thời đồng thanh thờ dài. Ninh bất phàm càng rơi lệ đầy mặt, cực thấy bi thương. Chỉ quan khẩu tuyên Phật hiểu, hỏi, Ninh tiên sinh, thiên tuyệt thần tăng cùng nộ thương giao thủ nhiều năm, đương nhiên biết tiềm long thủ đoạn lợi hại, tuyệt không phải thiện nam tín nữ, tục ngữ nói sơ bất gián thân, nhân ra phụ tử chi tình, hắn chẳng lẽ không biết phòng bị sao? Sơ bất gián thân người xa không làm ngăn cách được người gần, ý nói người thân cận thì đáng tin hơn. Ninh bất phàm nghẹn ngào lắc đầu, nói, chuyện này ta cũng đã khuyên hắn, phụ tử cùng vào đạt ma viện, nếu muốn liên thủ dùng thế lực bắt ép, thế đạo lợi hại vô cùng. Cũng không biết vì sao, ta tuy rằng nhiều lần khuyên bảo, nhưng hắn đối với đồ nhi cực kỳ tín nhiệm, vô luận khuyên như thế nào, đều không thể làm hắn hồi tâm chuyển ý. Vừa nói, không khỏi thấp giọng thở dài, nhân tâm rào quyệt, thần tăng chết thảm như thế, nhất định chết không nhắm mắt. Thanh y tú sĩ lắc đầu cười, nói, các hạ không cần nghĩ như vậy. Ta ngược lại cho rằng thiên tuyệt chết có ý nghĩa. Mọi người nghe vậy, đều cả kinh, đều đang nhìn hắn, Ninh bất phàm cả kinh nói, lời này của quân sư có ý gì? Thanh y tú sĩ bình tĩnh nói, chư vị, thiên tuyệt đại sư nhìn thấu nhân tâm hỉ nộ, lại không thể biết quyền mưu lợi hại, hắn là chết trong tay mật tấu kia. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều dùng mình, Ninh bất phàm không biết nội tình mật tấu, trong lúc nhất thời nhíu mày, không rõ nguyên do. Thanh y tú sĩ thở dài, nói, chiếu theo mật tấu, thái hậu cũng vậy, chu dương cũng thế thậm chí cả liễu ngang thiên đều sẽ không vui khi nhìn thấy nhị thánh đương triều nhìn tiềm long đi võ anh không còn chu dương hào danh tĩnh giang vương chư vị cho rằng hắn dụng tâm như thế nào thật sẽ cam tâm là một vương gia nhàn rỗi sao hắn nhẹ nhàng lắc đầu lại nói những người này ngươi lừa ta gạt không một chút lương thiện đáng thương thiên tuyệt thần tăng chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai chỉ cần đi nhầm một bước nhất định binh bại như núi đồ ngược lại là người xuống tay đã biết mưu kế tất bại lại có thể quyết đoán dứt khoát dứt bỏ thân tình lấy mưu đồ đoạt tiên cơ hiện giờ hắn tình thế đã thành liền chu dương tính toán không bỏ sót lại cũng trở tay không kịp người này hành sự quả quyết đổ xưng người hùng mà không thẹn thật khâm phục khi nói tỏ vẻ ngưỡng mộ tán thường ninh bất phàm hãng thiên thọ nghe hắn tôn dùng cường địch như thế, không khỏi sợ hãi. Mọi người nói chuyện một hồi, cũng đã biết rõ sự tình ngọn nguồn, thành y tu sĩ thấy ninh bất phàm trên người có thương tích, nói chuyện trước sau còn thờ hồn hền, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc trị thương, nói đây là cửu hoa ngọc long tán của tệ phái, có tác dụng thần kỳ dưỡng âm, người có thể dùng tạm. Của cho là của nợ, ninh bất phàm thấy thuốc trị thương, lại không đưa tay nhận lấy hắn nhìn xuống đất hồi lâu mới nói thanh y trưởng môn các ngươi từ xa tới trường an không phải tới đây chỉ để đưa thuốc cảm tạ chứ phương tử kính hào sảng háng thiên thọ bộc trực thanh y tú sĩ và chỉ quan đều là hạng người quyền mưu đa mưu túc trí có rất nhiều chuyện đại sự của sơn trại chờ họ quyết định tuyệt sẽ không vô cớ đến gặp kẻ phế nhân mình đây ninh bất phàm đơn giản một ngữ nói toạc ra miễn cho càng tăng hỗn loạn Quả nhiên, thanh y tu sĩ khé mỉm cười nói, Ninh Tiên sảng khoái nhanh nhẹn, tại hạ cũng không khách khí. Hiện tại ma vật triều đình sắp xuất hiện, cục diện ăn bữa hôm lo bữa mai, chúng ta muốn thỉnh ngươi hỗ trợ một chút. Ninh bất phàm vừa nghe hai chữ hỗ trợ, liền cũng không nghe nội tình, quay đi nhặt chiếc trào sắt, chừng mắt liếc nhìn ngô an chính một cái, trong ánh mắt rất có ý trách cứ. Thanh y tu sĩ bình tĩnh nói, ngài đừng trách hắn, vị tiểu ca này mới gửi thư cho linh trí phương trược, đã bị người ta theo dõi suốt chặng đường. Liền tính chúng ta không giành chức áp người, đại nhân vật Bắc Kinh cũng sẽ đi theo tới đây. Ngô An chính nghe được chính mình đã là cây đích cho mọi người chỉ trích, nhất thời sợ tới mức cả người phát run, hoảng nói, đại nhân vật. Ý ngài là hoàng bào lão nhân vừa rồi. Thanh y tú sĩ gật đầu nói, hắn chỉ là một trong số họ khi các hạ đưa tin cho linh trí phương trưởng, vài đạo nhân mã liền đồng thời theo dõi ngươi, nếu không phải chúng ta một đường âm thầm bảo vệ ngươi, chỉ sợ các hạ đã không thể rời khỏi Hà Nam. Hào kiệt nộ thương mưu định mọi việc rồi sau đó hành động, chuyến đi này chủ yếu là để mắt đến ngô an chính, đường xa tiến đến trường an, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ninh bất phàm cảm thấy bê bất đắc dĩ, lập tức nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Thanh y tu sĩ đưa mắt ra hiệu, chỉ quan đi đến trước viện trạch cũ nát, đẩy cửa lớn ra, mọi người nhìn qua cửa thấy trong đại viện rách nát một mỹ phụ trung niên đang ngồi xổm trên mặt đất, xung quanh là trẻ em. Nghĩ đến bọn họ ăn no cơm chiều, liền tới chơi đùa ca hát. Mọi người nắm tay nhau, nét mặt vui vẻ. Trong viện vui mừng ấm áp, đối lập với bên ngoài sát khí, càng làm cho người gấp bội hướng về. Ninh bất phàm toàn thân chấn động run giọng nói, "Ngươi, các ngươi muốn nàng ta?" Thành Y Tú sĩ mỉm cười nói, "Tiên sinh một người chăm sóc quý phi, không khỏi có thiếu sót, sao không để huynh đệ nộ thương vì ngươi phân yêu giải lao?" Ninh Bất Phàm toàn thân run rẩy, nghe ý tứ vị hữu quân sư này, lại là muốn đem quý phi mang về sơn trải, làm như con tin, kiềm chế cục diện. Hắn ánh mắt trầm thấp, đã là bi thương vô ngữ. Ngô An chính tay chói gà không chặt tất nhiên là lòng tràn đầy sợ hãi hoảng nói tiểu cầu tử mọi người đều muốn bắt nàng ngươi ngươi còn muốn cậy mạnh sao ninh bất phàm cười khổ lắc đầu hắn nhìn qua có vẻ là một kẻ ngu ngốc nhưng thực chất không khéo hơn chắc lăng chiêu năm đó rất nhiều nguyên nhân chính là như thế hắn mới lựa chọn thong dong thoái ẩn trước khi thiên hạ bùng nổ đại họa ý đồ bảo vệ hoa sơn mãn môn chỉ là không như mong muốn triều đình tựa hồ nộ thương như lang, chính tranh đại chiến liền ở trước mắt, hiện nay vì Quỳnh Quý Phi, chính mình lại bị kéo xuống nước lần nữa. Chỉ quan chắp tay khuyên nhủ, ninh tiên sinh, chính biến sắp tới. Người nọ đã thành ma quái, sắp thoát ra khỏi kén, thỉnh ngài đem người giao cho chúng ta, nộ thương tuy cũng có chút tư tâm, nhưng ta dám lấy tánh mạng đảm bảo. Tuyệt không sẽ đối xử bất lợi với quý phi, như vậy sẽ tốt cho ngài và mọi người ở Hoa Sơn. Ninh Bất Phàm không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào trẻ con, phụ nữ trong viện trạch. Hắn bề ngoài tầm thường, thân hình thấp bé nhưng khi nhìn vào mỹ phụ kia, khuôn mặt bình thường lại tỏa ra ánh hào quang khiến người ta không khỏi cảm động. Hắn yên lặng vô ngữ, đột nhiên nhặt chiếc chảo sắt lớn trên mặt đất lên, bình tĩnh nói, chư vị, không cần nhiều lời. Các người nếu muốn mang người đi, phải bước qua xác của ta. Chỉ quan lắc đầu nói, Thí chủ hiểu lầm. Anh hùng sơn trại ta cũng không ác ý. Ngài cần gì phải? Ninh Bất Phàm đưa tay phải ra ngăn cản chỉ qua nói chuyện, hắn trời sinh tính mềm yếu, trước nay bo bo giữ mình, nhưng lúc này thần sắc thế cực kiên quyết, nghe hắn lẳng lặng nói, "Chư vị, Ninh Mỗ được xưng thiên hạ đệ nhất, khuyên các ngươi lên cùng một lúc, phần thắng sẽ cao hơn." Ninh Bất Phàm võ công cao cường, kiếm pháp đặc biệt tinh vi, dù cho trên người có thương tích, cũng không dễ đối phó. Đám người thanh y tu sĩ tự biết võ công của kém hắn một bậc, liền tính liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể thắng được. Mọi người đang do dự, chợt thấy một thân ảnh cao lớn bước tới, người nọ qua tuổi 60, lại vẫn đầy đầu tóc đen, chính là Phương Tử Kính. Kiếm vương cất bước, trong hẻm đằng đằng sát khí, trong viện trách có mấy đứa trẻ bị cảm ứng được điều gì đó, nhất thời khóc giống lên. Ninh bất phàm cảm giác như bị sét đánh, thoáng chốc đã ủ rũ cục đuôi, giống như đã chết. Ngày nay thiên hạ tứ đại tông sư, chỉ dư hai người này cây còn lại quả to, cửu châu kiếm vương thân thù cao tuyệt, thực chiến tản nhẫn, càng làm cho người kính sợ ba phần. Ninh bất phàm đơn đả độc đấu cũng không nắm chắc phần thắng, chứ đừng nói đến việc bị vây công. Ninh bất phàm biết rất rõ, một khi phương tử kính ra tay, chỉ cần có thêm hạng thiên thọ hoặc thanh y tu sĩ, chính mình đừng nói muốn giữ được quý phi, liền muốn rời khỏi đây cũng không dễ dàng. Nhìn thấy phương tử kính đứng trước mặt mình, sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, Ninh bất phàm nghiến răng, hốc mắt đỏ lên, run giọng nói, vì cái gì? Họ Ninh cô độc cả đời, khó được cô đã nhiều ngày nhẹ nhàng, các ngươi. Các ngươi liền không thể tha ta sao? Bỗng nhiên đầu ấm áp, lại có người vuốt ve chính mình, Ninh bất phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương tử kính ánh mắt ôn hòa hiền hậu, lại không có ý động thủ, chỉ sở gương mặt Ninh bất phàm, sau đó trở tay qua, nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại. Cánh cửa đóng lại, tiếng khóc của lũ trẻ trong nhà dần nhỏ đi, và không còn nghe thấy nữa. Ninh bất phàm lẩm bẩm, phương tiền bối, ngài, ngài, kiếm vương thân hình cao lớn, đứng trước mặt Ninh bất phàm, giống như đại nhân đối với tiểu hài tử. Nghe ông cười nói, bà nội nhà ngươi khóc cái gì? Hơn 40 tuổi đầu rồi, có biết xấu hổ không? Với thân phận kiếm vương, lời nói một khi nói ra, bọn người chỉ quan, thanh y tú sĩ vô đổi ý đường sống. Ninh bất phàm vẻ mặt cảm kích, lại là khó có thể nhịn được, có chút không biết làm sao, đột nhiên gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, phương tiền bối chưa ăn tối, không bằng. Không bằng ta mời ngài ăn hoành thánh, được không? hắn không đợi phương tử kính trả lời lập tức lấy đồng tiền trong người ra nói tiểu an tử đi mua mấy chén hoành thánh về ngô an chính thấy diêm ma vương không có ý giết người sớm đã nhẹ nhàng thở ra hắn thấy tiền của ninh bất phàm nhất thời phi một tiếng nói còn muốn ngươi mời khách trên người ta còn có tiền để ta mời các ngươi ăn no nói rồi lấy ra sấp ngân phiếu rời khỏi con hẻm sắp tới giữa tháng Đĩa ngọc gần như tròn trịa, bóng đêm sáng tỏ, mọi người tuy ở bên trong ngõ hẹp, nhưng trên người vẫn được chiếu sáng. Phương Tử Kính ra mặt xin tha thứ, mọi người nhất thời giảm đi sát khí, chỉ quan Thanh Y Tú Sĩ biết tâm ý Kiếm Vương, tự cũng không tiện nhiều lời. Phương Tử Kính lấy rượu thuốc mua từ Đại Hồng Đường ra, tự rót một ngụm, đưa cho Ninh Bất Phàm rồi nói: "Lão đệ, bây giờ nhân mã khắp nơi đều tìm ngươi, ngươi có tính toán gì không?" Ninh bất phàm cầm hồ lô rượu nói, thấp giọng nói, hành tung của ta đã bị bại lộ, Trường An không thể ở lại. Ta đã tìm được một nơi vắng vẻ ở Quý Châu, mấy ngày tới ta sẽ đến đó trốn. Hắn đang muốn nói ra nơi ẩn thân ngày sau, bỗng thấy thanh y tú sĩ đang nhìn mình, liền ngậm miệng lại, cầm bầu rượu uống một ngục, không nói thêm nữa. Thanh y tú sĩ mỉm cười nói, Ninh tiên sinh, đường mỗ là quân sư, không phải yêu ma bảy mưu lập kế là chức trách, ngươi đừng sợ ta như vậy. Bỗng nghe Ninh bất phàm phi một tiếng, hô, thật thối quá. Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên, lại thấy Ninh bất phàm lại quay đầu nhìn Phương Tử Kinh nói, Phương tiền bối, ngài ăn cái gì? Tại sao bầu rượu này lại có mùi thối như vậy? Phương Tử Kinh kéo một tiếng, đưa hồ lô rượu cho hạng thiên thỏ, nói, thối sao? Tại sao ta lại không thấy vậy? Rượu chưa đến, hương đã đến trước, lão giả đầu chọc dấu mũi tránh thoát. Mọi người thấy thế đều nở nụ cười, thanh y tú sĩ vì điều này cũng mỉm cười. Liền vào lúc này, một người sách theo giỏ tre, bước nhanh chạy vội trở về, lại là ngô an chính. Hắn lấy ra một bát hoành thánh, đưa cho ninh bất phàm, thấp giọng nói, làm sao vậy? Mọi người sao đều che mũi, ninh bất phàm cười khổ, đưa hoành thánh cho phương tử kính, nói, nào, khó có dịp mọi người đến Trường An làm khách, mọi người cùng nhau ăn hoành thánh đi, tại hạ mời khách. Ngô An chính nhổ nước bọt mắng, nói hưu nói vườn, tiền này là của ta, kẻ nghèo hèn như ngươi lấy đâu ra tiền. Hắn chia hoành thánh ra, mỗi người đều cầm một chén, ngay cả giải thao canh giữ ở đầu hẻm cũng được chia cho một bát. Duy chỉ có chỉ quan ăn chay không thể tiếp nhận. Chỉ quan nhìn thấy mọi người đang tươi cười ăn hoành thánh, chỉ có mình hắn nhàn rỗi lập tức khụ một tiếng, lại nói: Ninh Tiên Sinh vừa không nguyện ý tương trợ nộ thương, tình thế như thế, chúng ta cũng không tiện khuyên nhiều. Chỉ là tiểu tăng một chuyện xin hỏi, chính biến sắp tới, người nọ tay trái thần kiếm, tay phải giữ tiên hoàng, thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản một đòn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều than nhẹ, hoặc làm đổ canh, hoặc bị phòng khóe miệng, mỗi người thở ngắn than dài, nhìn cái đầu chọc của chỉ quan cảm thấy nuốt không trôi. Thiên hạ Giang Sơn sắp đổi chủ, nếu cục diện chuyển biến bất ngờ, từ đây triều đình sẽ thống nhất, Giang Hồ Tất cũng vì điều này nhất thống. Nghĩ tới thế cục hiểm ác, ngay cả nhân vật cười mở như phương tử kính nhất thời cũng cau mày. Ninh bất phàm trong lòng nhiều ít hồ thẹn, hắn trầm tư sau một lúc lâu, nói, sự việc triều đình, tại hạ bất lực. Bất quá muốn nói người nọ đã thành võ lâm chí tôn, cũng chưa chắc. thành y tu sĩ khẽ mỉm cười, nói, người nói là dũng kiếm sao? Ninh bất phàm gật đầu nói, không dám. Chỉ là tệ phái tam đạt kiếm truyền lại đời sau đã lâu. Ngoài chi kiếm và nhân kiếm, còn lưu lại thức cuối cùng, gọi là dũng kiếm chạm thiên cương. Tại hạ tuy đã quy ẩn, nhưng ngày sau nếu có người ngộ ra đạo lý trong đó, có lẽ có thể địch với lục đạo luân hồi. Mọi người nghe xong lời này, đều thấp giọng chửi rùa. Hoa Sơn đợi 140 năm, mới có một ninh bất phàm ngộ ra huyền bí tam đạt kiếm, nghĩ đến muốn ngộ ra dũng kiếm, chắc hẳn phải là kỳ nhân. Nhìn thấy Su In Chao, người đứng đầu hiện tại của Hoa San, trưởng môn đương nhiệm Hoa Sơn Tô Dĩnh Siêu là thiếu niên 16 tuổi, phải đợi người này lĩnh ngộ thần kiếm ảo diệu, lại không biết là năm nào tháng nào. Ninh bất phàm nhìn thấy mọi người vẻ mặt do dự, vội vàng nhìn phương tử kính, ho khan nói, nếu dụng kiếm không thành, chúng ta còn có lệnh cao đồ ở đây. Việc khiến đệ tử thất bại trong trận chiến này không phải là tội. Công lực của liệt hỏa phần thành quá lớn, cương đao tầm thương không thể chịu được một đòn, nếu có kinh thế bảo đao tương xứng, nói không chừng có thể khắc địch giành chiến thắng. Mọi người nghe xong lời này, lại âm thầm nguyên rùa. Thần kiếm lai lịch phi phàm, không phải chỉ hao hết tâm huyết chắc lăng chiêu, mà còn tích hợp linh lực của Thiết tinh, thần chùy, bảo lò, hơn nữa thiên hạ đệ nhất luyện thiết sư khéo tay, lúc này mới đánh ra thần kiếm cầm long uy chấn đương thời, khiến lục đạo luân hồi trong mơ trở thành sự thật. Trong lúc gấp gáo, làm sao tìm được một thanh bảo đao có thể chống lại thần kiếm? Nhớ tới chủ nhân thần kiếm kia tâm cơ thâm trầm, hành sự âm độc, hiện giờ càng muốn khống chế được triều đình toàn cục, mọi người tâm niệm tại đây, sắc mặt trở nên tái nhợt. Phương tử kính thở dài, rót rượu thuốc đại hồng đường vào bát hoành thánh, trộn lẫn lên uống. Trong ánh trăng yên tĩnh, mỗi người tay cầm một bát hoành thánh, lại không một người cầm lấy thìa ăn. Bóng tối buông xuống, tu la hiện thế, nam chiêm bộ châu sắp đại loạn, vương triều cảnh thái sừng sững hơn 30 năm, cũng sắp hạ màn. Trong trần thế vần đục này, cảnh thái và võ anh liền như hai sợi dây thừng, trói buộc vận mệnh của mọi người vào nhau. Giống như một trạm kiểm soát nhất định phải vượt qua, vô luận rào hoạt như Giang Dung, thông minh tựa lưu kính, trung thành như võ đức hầu, võ dũng tựa liễu ngang thiên, mặc kệ người ở miếu đường, hay là bỏ mạng giang hồ, chỉ cần còn sống ở thế gian, mỗi người đều sẽ gặp phải một lần lựa chọn sinh tử không lối thoát. Khi thần định mệnh đến, Mỗi nhân vật sẽ phải đối mặt với thẩm phán điện phủ, mang nghiệp của mình ra. Sau đó, dùng nước mắt cùng máu tươi, viết ra những gì thuộc về họ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.